Sau khi ra tù nhất định không được uống rượu. Bây giờ cô chỉ còn có một quả thận. Uống rượu sẽ chết người đấy. Bắc Thành. Bắc Thành, anh hãy tin em. Tin em. Bắc Thành, cái chết của Vũ Nhu thật sự không liên quan đến em. Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tin em. Cái chết của Vũ Nhu thật sự không liên quan đến em. Tiện nhân, tại sao người chết không phải là cô? Đem cô ta đưa vào tù cho tôi. Bắc Thành. Nếu có thể. Em thà rằng mình chưa từng gặp anh. Thích anh. Này, đến ứng tuyển phải không? Đúng thế. Quay một vòng tôi xem, đến đây. Quay một vòng tôi xem. Da khô, môi nứt này, mặt mũi tướng khổ. Còn nữa, chỉ với ngoại hình khô héo này của cô, cần ngực không có ngực, cần mông không có mông. Đừng nói là chúng tôi đây, là nơi cao cấp, cho dù đứng bên lề đường cũng không có người cần. Này, thực ra tôi đến là ứng tuyển nhân viên phục vụ. Tôi có thể chịu khổ. Tôi còn có sức lực. 1 tháng 2.000. Bao ăn bao ở là được. Thôi được. Nể tình cô giá rẻ như vậy. Cô đến thử xem sao. Cố ra, không có đứa con gái giết người như cô từ nay về sau. Thẻ tài khoản ngân hàng của cô đóng băng mãi mãi. Học LUC từ cấp 3 bộ báo phế. Cô hãy ở trong tù trải nghiệm cho tốt. Mùi vị mất hết tất cả đi. Hoắc Bắc Thành. Bây giờ anh vừa lòng rồi chứ? Bây giờ mình giống như một con chuột trong cống tối. Có điều cũng tốt. Hy vọng cả đời này chúng ta đều không gặp lại nhau nữa. Cố Nhan Tịch, đồ tiện nhân này. Vừa vào nhận chức đã trốn trong nhà vệ sinh lười nhác rồi, còn không mau ra đây. Đến phòng Tổng thống đưa rượu. Các vị khách, rượu của các anh đến rồi. Còn ngây ra làm gì, rót rượu cho mấy anh đi chứ. Ta. Mẹ kiếp, không có tay hả? Nhân viên phục vụ rót rượu cũng không xong, làm ăn gì chứ. Xin lỗi, tôi giúp anh lau giày. Cút. Đừng để bàn tay bẩn thỉu của cô động vào rồi, tôi đền cho anh. Chỉ với bộ dạng nghèo kết các của cô đền nổi không? Thực sự xin lỗi. Xin lỗi phải không? Được thôi. Uống hết chỗ rượu này cho tôi. Tôi không uống được rượu. Mẹ kiếp, mày chơi tao đấy hả? Rượu này. Không uống cũng phải uống. Tôi thật sự không uống được rượu. Tôi uống sẽ thế nào? Sẽ chết à? Anh cả. Anh quen cô ta. Trước đây không phải rất biết uống sao, bây giờ giả bộ cái gì? Hoắc tiên sinh, tôi thật sự không uống cho tôi. Bỏ tôi ra.
đừng vùng vẫy nữa, đây là ý của Hoắc tiên sinh. Hoắc tiên sinh, tôi thật sự không uống được rượu. Anh cũng không phải quỳ xuống. Hoắc Bắc Thành, chắc anh vẫn chưa có bạn gái nhỉ? Ở cùng với tôi anh sẽ không chịu thiệt đâu. Tôi có thể suy nghĩ, không để cô uống. Cái gì? Tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Dễ dàng như vậy đã quỳ xuống rồi. Đại tiểu thư Cố ra cô. Kiêu ngạo mà. Còn ở đâu có đại tiểu thư Cố ra nữa. Tôi đã làm theo lời anh nói rồi. Anh có thể tha cho tôi không? Tôi chỉ nói suy nghĩ. Không nói, sẽ đồng ý với cô. Anh. Cô hôn ông ta. Trước mặt mọi người biểu diễn một tiết mục. Đi cùng với ông ta, được. Tôi hôn. Sao nào? Không làm được, không làm được thì uống hết chỗ rượu này đi. Được. Tôi hôn. Anh cả, anh đã muốn nhìn nụ hôn mãnh liệt nhất như vậy. Vậy tôi cũng xung phong nhận việc. Các cậu đều biết tôi ăn đồ ăn ngon quen rồi. Tôi cũng muốn thử. Nhân viên phục vụ nhỏ bé này có mùi vị gì? Đại ca tốt của em, đây cũng là lần đầu tiên anh có cảm xúc mãnh liệt với một người phụ nữ như vậy. Đại ca trả người lại cho tôi. Trả? Cô ta là của cậu sao? Tôi đã hôn cô ta rồi. Cô ta đương nhiên là của tôi. Đồ của tôi trả cho cậu. Cậu cũng xứng. Hoắc Bắc Thành, thật sự càng ngày thú vị rồi đấy. Đợi đấy mà xem. Ngây ra đấy làm gì? Uống rượu. Ta. Cô cũng thật sự khiến mở rộng tầm mắt. Cố đại tiểu thư, kẻ kiêu ngạo trước đây đâu? Bây giờ thật hạ tiện, chỉ cần là đàn đều có thể hôn có phải không? Hoắc Tây Châu hôn cô thế nào? Đã thoải mái như vậy sao? Tại sao cô không tránh? Hoắc tiên sinh, tôi sai rồi. Tôi cầu xin anh. Cô vẫn tưởng rằng tôi sẽ hôn vào môi người khác đã từng động. Người đàn bà bẩn thỉu như cô. Cô cũng xứng. Hoắc tiên sinh. Hoắc tiên sinh, tôi cầu xin anh. Cầu anh hãy tha cho tôi một con đường sống đi. Rốt cuộc tôi phải làm gì anh mới có thể tha cho tôi? Ta muốn tôi tha cho cô. Điều cô ta đến làm việc ở phòng quan hệ công chúng, làm gái bao phòng. Còn không mau đi. Vâng. Hoắc Bắc Thành, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Cô đại tiểu thư, cô biết diễn kịch hôn như vậy. Tôi để cô đi làm một nhân viên phục vụ. Không phải uổng phí nhân tài rồi sao? Đây là cho cô sân khấu lớn hơn. Cô phải nên cảm ơn tôi mới đúng. Hoắc Bắc Thành, tôi cầu xin anh. Tôi cầu xin anh tha cho cho. Tôi không quan tâm anh có tin hay không. Cái chết của Vũ Nhu thật sự không liên quan đến tôi. Tôi thề. Chỉ cần anh bỏ qua cho tôi nhất định sẽ trốn đi thật xa. Tôi không gây chướng mắt anh. Muốn tha cho cô cũng không phải là không được. Đây là thẻ ngân hàng mới tôi cho cô. Ở bên trong một đồng cũng không có. Lúc nào gom đủ 10 triệu, vậy đến lúc đó tôi sẽ tha cho cô. Thế nào? Nhưng hiện tại bây giờ tôi làm sao có thể gom đủ 10 triệu?
Không quan tâm cô dùng cách gì, lúc nào cô gom đủ tiền, thì lúc đó cô có thể rời xa. Không thì cho dù cô trốn đến chân trời góc bể, tôi đều có thể tìm thấy cô. Không tin cô cứ thử xem, nhưng 10 triệu thật sự quá nhiều. Cô đại tiểu thư, tôi khuyên cô đừng tự coi nhẹ mình. Tuy có một bộ mặt, lòng dạ độc địa, nhưng khuôn mặt của cô chắc có không ít đàn ông nỡ tiêu tiền vì cô đâu. Nào nào, được rồi nào, giới thiệu với mọi người một chút, đây là công chúa bao phòng mới đến. Cô ta cần tiền gấp, chỉ cần cho cô ta tiền, chuyện gì cô ta cũng có thể làm được. Không phải cô rất thích kiếm tiền sao? Cơ hội tốt như vậy, không nắm lấy, ta. Mọi người tiếp tục chơi, chỉ cần cho đủ tiền. Cô công chúa này, bản lĩnh lớn đến mức chó bò đấy. Chó bò cũng biết. Học chó bò nhỉ, không nghe thấy yêu cầu của khách hàng sao? A bò đi xem nào. Bò. Nhanh lên, nào cho cô ta tiền. Bò một cái. Công chúa này cũng thú vị đấy. Nghe lời như con chó nhà tôi. Mau học tiếng cho sủa, cho các anh đây nghe xem. À đúng đúng đúng. Sủa mấy tiếng, cho mọi người nghe thử. Sủa đi. Phải sủa hay vào, chỗ này đều là của cô. Cho tiền. Ha 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 ha, sủa đi. Sủa to một chút. Tiếp tục sủa. Ha ha ha, ôi thật thú vị quá. Sủa lớn tiếng hơn chút. Hay hay. Tôi vẫn đánh giá cô thấp quá rồi. Cô còn ghê tởm hơn so với tưởng tượng của tôi. Cảm ơn Hoắc tổng quá khen. Có thể di chuyển chân của anh một chút không? Anh nhẫm vào tiền của tôi rồi. Đi thôi, hết rồi, đi thôi. Hoắc tổng còn quay lại làm gì? Còn cảm thấy sỉ nhót tôi. Còn chưa đủ sao? Giữa cô và đại ca tôi, rốt cuộc có quan hệ gì? Tôi nghe không anh hiểu. Anh đang nói cái gì? Nếu vị khách này muốn đến chơi TIHF, mời đến lễ tân, đi nộp tiền đặt cọc. Giả ngốc với tôi. Ta. Giữa cô và Hoắc Bắc Thần rốt cuộc có bí mật gì? Nói. Giữa tôi và Hoắc tổng cũng không có bất cứ quan hệ gì. Thật không? Rốt cuộc có hay không? Tôi đích thân phải kiểm chứng. Chẳng phải sẽ biết rồi sao? Anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Anh muốn làm gì? Anh đừng như vậy. Đều ra ngoài. Làm bê rết rồi. Cô lập miếu thờ gì chứ? Hoắc Bắc Thành có gì tốt? Yên tâm. Tôi lợi hại hơn Hoắc Bắc Thành nhiều. Anh bỏ tôi ra. Tôi muốn biết xem Hoắc Bắc Thành rốt cuộc sẽ làm những gì vì cô. Cố Nhan Tịch, cậu đang làm cái gì thế? Anh cả, chúng tôi đang làm anh gì? Không nhìn thấy sao? Đại ca lúc này đến làm phiền nhã hứng của chúng tôi, chắc không phải là muốn tham gia cùng chứ? Hoắc Tây Châu, đừng tưởng tôi không dám động vào cậu. Đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Anh làm gì? Anh bỏ tôi ra, bỏ ra. Hoắc Bắc Thành à, Hoắc Bắc Thành, cuối cùng anh cũng tìm được điểm yếu cầu anh rồi. Nếu tôi hủy house cô ta, liệu anh sẽ có điên lên không?
Quả nhiên là đồ tiện nhân. Tôi mới một lát không trông chừng cô đã quyến rũ được Hoắc Tây Châu rồi có phải không? À, không phải là hắn ta cưỡng ép tôi dẫn ra ngoài. Hoắc Tây Châu động vào chỗ nào của cô, có phải tôi đến muộn một chút? Các người có phải đã rồi không? Sao cô lại có thể cùng tận đến vậy? Có phải cô không có đàn thì ông sẽ không sống nổi không? Có phải không? Bỏ tôi ra. Nếu đã như vậy, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô. Bỏ ra. Cố Nhạn Tịch. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoắc tiên sinh, cô gái này sức khỏe quá suy nhược, các chỉ số cũng thấp hơn nhiều so với mức của người bình thường, thêm nữa vừa nãy bị hoảng sợ cho nên mới ngất. Có thể kiểm tra nguyên nhân cô ấy bị suy nhược như vậy không? Chỗ tôi không có thiết bị chuyên nghiệp. Nếu anh muốn biết nguyên nhân cụ thể, tôi vẫn kiến nghị anh đưa đến bệnh viện làm một kiểm tra toàn diện. Được, cảm ơn bác sĩ. Cố Nhan Tịch, cô đang phát điên gì thế? Trên người tôi lại thiếu thứ gì rồi? Hoắc Tổng có nhìn thấy cơ quan gì trên người tôi? Lấy đi luôn được rồi. Cố Nhan Tịch, cô nói cái gì thế? Đứng lại. Cô đi đâu? Đương nhiên là đi làm. Dựa vào sức khỏe nát bây giờ, cô muốn chết phải không? Đúng. Tôi chính là muốn chết. Cho dù tôi chết ở bên ngoài, cũng sẽ không chết ở trong tay anh. Được. Cố đại tiểu thư đã yêu thích công việc như vậy, vậy chắc là 10 triệu này rất nhanh thôi có thể kiếm đủ trả một tháng. Tôi phải nhìn thấy 10 triệu. Biết rồi. Hoắc Tổng. Cô nghe nói chưa, người mới đến của phòng quan hệ Cố Nhan Tịch đó quyến rũ nhị thiếu. Có người tận mắt nhìn thấy nhị thiếu đưa cô ta ra ngoài. Đâu chỉ dừng lại ở nhị thiếu, nghe nói Hoắc Tổng đối với cô không bình thường, còn tận tay ôm cô ta lên tầng. Cô ta sắp bay lên cành cây rồi. Bất kể là nhị thiếu hay là Hoắc Tổng, chỉ cần tùy tiện quyến rũ được một người, nửa đời sau sẽ không phải lo lắng nữa. Đúng thế. Cố Nhan Tịch lại dám quyến rũ người của tôi. Tôi phải cho cô đẹp mặt. Tây Châu, có phải anh không thích người ta nữa không? Ồ, sao lại nói thế? Em nghe nói gần đây anh thích công chúa ở câu lạc bộ tên là Cố Nhan Tịch. Có phải thật không thế? Em chắc chắn là tin anh, nhưng người ta lan truyền, có mắt có mũi. Tần Mạn Mạn. Giữ tốt bổn phận của cô, thứ không nên hỏi thì đừng hỏi. Tây Châu, cút ra ngoài. Cố Nhan Tịch phải không? Biết tôi là ai không? Xin chào khách hàng, xin hỏi cô cần phục vụ gì? Phục vụ. Cô là công chúa ở đây, thì nên phục vụ cho khách hàng. Vậy thì quỳ xuống dưới mảnh kính vỡ đó, rót rượu cho tôi. Sao nào không đồng ý? Loại đàn bà hạ tiện như cô, chẳng phải là chỉ để cho khách hàng vui thôi sao? Xin lỗi, vị khách hàng này. Yêu cầu cô đề ra, quá gây khó cho người khác rồi. Hơn nữa không nằm trong phạm trù công việc của tôi. Đứng lại. Loại đàn bà hạ tiện như cô, lại dám cãi lại tôi. Nếu cô có bất mãn với cách phục vụ của tôi lập tức giúp cô đổi sang đồng nghiệp khác. Bắt cô ta quỳ xuống cho tôi. A ha ha. Cô chính là dùng khuôn mặt này để quyến rũ đàn ông phải không? Hôm nay tôi sẽ cào rách mặt của cô. Dừng tay.
chậm một chút. Hoắc Tổng anh sao lại? Kiều Mạn Mạn, cô lại dám động vào người của tôi. Tôi thấy cô muốn chết rồi phải không? Chúng ta đi bệnh viện đã. Cô Nhan Tịch, cô đều bị thương đến còn không đi rồi. Bệnh viện. Có phải cô chán sống rồi không? Ta, cho dù tôi chết, cả đời này cũng sẽ không bước vào bệnh viện nửa bước. Cô, hơn nữa tôi đang rất tốt. Tôi sẽ không chết. Tôi cũng sẽ không vu vạ Hoắc Tổng. Không phải cô ta không, phải cô ta không có chuyện lắm bồi thường chút tiền thuốc. Trong thẻ này của tôi có 500, dù sao cũng dư giả. Được, tôi nhận. Cút cút. Hoắc Bắc Thành, anh dựa vào đâu mà quyết định thay tôi? Đó là thứ tôi cần phải lấy. Dựa vào đâu? Dựa vào việc tôi là Hoắc Bắc Thành. Còn cô nợ tôi một mạng. Nhưng đó là 500.000. Cố Nhan Tịch, tôi còn phải tiếp bao nhiêu khách hàng mới có thể kiếm được 500.000? Cố Nhan Tịch, cô chỉ vì 500.000, cô đã có thể vứt bỏ giới hạn của bản thân, có phải không? Được, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô. Ngủ với tôi một đêm, tôi cho cô 500.000. Không, đừng. Không đến lượt cô. Cô lại dám đánh tôi. Hoắc Tổng, có thể trong mắt của anh, tôi hạ tiện không gì có thể so được. Nếu có người đồng ý chi tiền mua một đêm của tôi sẽ vì tôi bán được giá mà vui vẻ. Nhưng anh không được. Tất cả mọi người đều được. Nhưng anh không được. 1 triệu, 3 triệu, 5 triệu. Ha ha ha. Cho dù anh cho tôi 500 triệu, cũng không được. Tại sao? Cô không phải thiếu rất nhiều tiền sao? Bởi vì tôi sợ. Tôi sợ tôi sẽ ghê tởm nôn ra. Cố Nhạn Tịch, cô rất tốt đấy. Cố Nhạn Hy, không có sự đồng ý của tôi, ai cũng không cho phép cô ta ra ngoài. Cô lại dám đánh tôi. Ta, nếu có người đồng ý bỏ tiền ra mua tôi, tất cả mọi người đều được. Nhưng anh không được. Tại sao? Tôi nói Hoắc thiếu à, anh làm sao thế? Bớt nhảm nhí lại đi rót rượu. Nhà anh sắp phá sản à? Nhà cậu phá sản 10 lần, nhà tôi cũng không thể phá sản được. Vậy anh đây, lẽ nào anh bị đàn bà đá à? Không phải cậu có uống được không? Không uống được thì cút. Uống, đây không phải tôi quan tâm anh sao? Ở chỗ tôi 3 ngày rồi, công ty cũng không đi. Đây không phải là nghĩ đến, là một người bướng bỉnh tương đối tốt, không muốn cố gắng nữa. 3 ngày. Hoắc thiếu đi đâu thế? Nhạn Tịch, bác sĩ cô ấy sao rồi? Bệnh nhân tạm thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, có điều còn cần quan sát thêm một thời gian. Dù sao cũng ít hơn người bình thường một quả thận, cho nên sức đề kháng yếu hơn so với người bình thường. Có điều, cũng may các cậu đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Lại thêm cả vết thương, còn đói mấy ngày trời, nếu muộn thêm mấy tiếng nữa, e rằng tính mạng sẽ khó bảo toàn. Thiếu một quả thận, có nghĩa là sao? Các anh là người nhà anh không biết sao? Vùng thắt lưng và bụng có một vết thương dài hơn 10 cm, chắc là lúc cắt bỏ thận dẫn đến. Nhìn từ vết sẹo cho thấy chắc là khoảng 2-3 năm trước. Vấn đề là như nào lại để lại sẹo như vậy? Hoặc là y thuật không giỏi, hoặc là do kỹ thuật lạc hậu. Có điều nhìn từ kỹ thuật của họ cho thấy,
còn khâu khâu đẹp bằng sinh viên đại học mới tốt nghiệp. Cho nên tôi chắc là bác sĩ đó. Tay nghề không tốt dẫn đến. Hoắc tiên sinh, tôi thật sự không uống được rượu. Chẳng phải cô, quỳ xuống. Hoắc tiên sinh lại nhìn thấy cơ quan gì trên người tôi. Lấy cùng đi luôn là được rồi. Cho dù tôi chết, cả đời này tôi cũng sẽ không bước chân vào bệnh viện một bước, cô. Đừng. Đừng động vào tôi, đừng động vào tôi. Nói với Hoắc Bắc Thành, tôi thật sự biết lỗi rồi. Cố Nhạn bình tĩnh một chút. Cố Nhạn Tịch bình tĩnh một chút. Cảm ơn Hoắc Tổng đưa tôi đến bệnh viện. Thật xin lỗi. Làm phiền anh rồi. Nói cho tôi biết là ai làm. Hoắc Tổng thật sự trăm công nghìn việc. Chuyện mình từng làm đều có thể quên được. Có điều tôi nhớ, trong 4 năm nay anh quan tâm tôi thế nào. Tất cả đều là nhờ ơn anh ban. Anh hỏi tôi làm gì. Cố Nhan Tịch chuyện này không liên quan đến tôi không có. Hoắc Tổng chắc không phải là muốn nói chuyện này không liên quan gì đến anh chứ. Bản thân anh có tin không? Thái độ của anh quyết định thái độ của bọn họ. Không có gia hiệu của anh, bọn họ dám không? Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Tôi sẽ cho cô một lời giải thích. Giải thích? Anh có thể đem phần còn thiếu của tôi trả lại cho tôi không? Hay là để tôi hồi phục như ban đầu? Hoắc Bắc Thành, bây giờ tôi đã là một tù phạm không còn gì hết rồi. 10 triệu tôi đồng ý với anh. Tôi sẽ gom đủ, tôi sẽ trả cho anh. Nhưng ngoại trừ như vay, đừng có bất cứ liên hệ nào nữa. Nhưng phàm là còn có một chút lương tâm, còn có một chút nhân tính, tôi đều mong anh, cầu xin anh coi tôi là một nhân viên phục vụ bình thường. Có được không? Ta nghỉ ngơi cho khỏe. Hoắc Bắc Thành, anh ta đến đây làm gì? Hoắc Tổng còn có chuyện gì sao? Cố tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hoắc Tổng. Thích cào rách mặt người khác như vậy. Vậy hôm nay khuôn mặt này cũng đừng mong nữa. Hoắc Tổng, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi là đại tiểu thư của Tần gia. Hơn nữa tôi và Tây Châu sắp là mối quan hệ liên hôn. Chúng ta mới là người một nhà. Anh không thể vì một người ngoài đối phó với người nhà của mình. Tần gia cũng xứng để ở trong mắt của tôi. Cô làm gì với Cố Nhạn Tịch? Vậy hôm nay tôi sẽ làm như vậy. Tổng, tôi làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Hoắc gia. Cố Nhạn Tịch, cô ta chính là một con đàn bà đê tiện. Cô ta vì tiền chuyện gì cũng có thể làm. Cô ta còn cùng lúc câu hai người đàn ông. Cô ta rõ ràng là bụng dạ khó lường. Người như cô ta căn bản không xứng với anh. Cố Nhạn Tịch dù có hèn hạ thế nào cũng hơn cô vạn lần. Dẫn xuống, cậu biết làm thế nào rồi. Hoắc Tổng, cầu xin anh. Hoắc Tổng. Hoắc Tổng, tôi còn điều tra được một chuyện. Nội bộ Khải Duyệt gần đây nổi lên không ít tin đồn bất lợi với Cố tiểu thư, đều là từ chỗ nhị thiếu. Tần Mạn Mạn loại đàn bà không có nào này dám khiêu khích tận cửa, e rằng trong đó cũng có cả nhị thiếu, đổ thêm dầu vào lửa.
Hoắc tiên sinh không hay rồi, không thấy Cố tiểu thư đâu. Tôi qua đó ngay lập tức. Anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Cô đợi một lát chẳng phải sẽ biết liền. Tôi chỉ là một công chúa vui cùng. Nếu anh muốn lợi dụng tôi làm gì, anh nhất định sẽ không đạt được. Hoắc thiếu, anh là con cưng của trời. Chi bằng anh hãy thả tôi ra đi. Anh hà tất phải gây khó dễ cho tôi. Chiếc mồm mép này của cô cũng rất biết nói năng đấy. Có điều Hoắc Tây Châu tôi làm việc trước giờ đều tùy ý thích, không cần người khác đến dạy. Ngoan ngoãn phối hợp tốt với tôi, diễn xong vở kịch này. Tìm về cho tôi, cho dù đào ba tấc đất cũng phải tìm được Cố Nhan Tịch về cho tôi. Hoắc tổng. Camera giám sát của bệnh viện Trung Nhị Thiếu Từng xuất hiện ở khu vực phòng bệnh. Cố tiểu thư mất tích, liệu có liên quan đến anh ta không? Cái gì? Con muốn đi đâu? Ba. Đến đây đi, ba có chuyện phải nói với con. Tự tôi đi được. Nói đi. Bảo mày nói chuyện đi. Anh cả, người đàn bà của anh đang ở trong tay tôi, chỗ cũ. Một mình anh đến, không thì chẳng qua chỉ là một đồ chơi thôi mà. Cậu thích vậy thì tặng cho cậu đấy. Hoắc Bắc Thành, tôi sớm đã biết, trong lòng anh, tôi không là gì hết. Nhưng tại sao nghe được tận miệng anh nói ra, tôi vẫn rất buồn. Nghe thấy rồi chứ, anh cả tôi nói, tặng cô cho tôi. Giữa tôi và Hoắc Bắc Thành thật sự không có liên quan gì cả. Vừa nãy anh cũng nghe thấy rồi. Tôi chết anh ta cũng không quan tâm. Không bằng anh thả tôi ra. Tôi hứa, tôi chắc chắn sẽ không báo cảnh sát. Tôi tuyệt đối không nói với ai. Cô nói hình như rất có đạo lý. Có điều bây giờ tôi rất tức giận, cho nên cần phải trút giận lên cô. Nói với anh cả tôi, người đàn bà này tôi chơi chán rồi, trả lại cho anh ta. Về rồi à? Đúng thế, để Hoắc tổng thất vọng rồi. Tôi quay về rồi. Đây là gì? Đây là gì? Cần phải tôi giải thích cho anh không, Hoắc tổng? Ba từ chữ cái tiếng Anh này là tên vết tắt của em trai anh. Tôi đã bị hắn ta viết ký hiệu lên rồi, bây giờ tôi đã là người của hắn ta rồi. Hoắc tổng, anh đừng tốn công tốn sức nữa. Cho dù anh vò nát da tôi, vết xăm này cũng sẽ không đi. Tôi đưa cô đi tẩy. Hoắc tổng quản trời quản đất, còn quản cả hình xăm của người khác sao? Hình xăm này tôi rất thích, tôi không muốn tẩy. Cố Nhận Hy, nếu Hoắc tổng không còn chuyện gì khác nữa, tôi còn phải đi làm trả nợ. Hoắc tổng, bác sĩ gia đình đến rồi. Không cần, lãng phí thời gian. Nhưng anh đang sốt, vết thương đã viêm rồi, vết thương ngoài da mà thôi. Cố Nhan Tịch đâu? Đưa cô ta qua đây cho tôi. Hoắc tổng, vết thương của anh. Ừ, sao thế? Bây giờ đến tôi cũng dám ngỗ ngược rồi phải không?
Thuộc hạ không dám. Cô ta sao vẫn còn mặt mày lại làm việc thế, ra mặt thật dày. Sao có thể cùng lúc quyến rũ cả Hoắc tổng và nhị thiếu, hai anh em chứ? Nhị thiếu người ta đều nói là chơi cô ta chán rồi, còn không biết chơi như nào nhỉ? Bọn họ là người có tiền, cho cũng không thiếu. Sớm đã là đôi giày nát rồi. Khách hàng, xin hỏi cần phục vụ gì? Cố tiểu thư, Hoắc tổng muốn gặp cô. Anh ta vẫn không chịu tha cho tôi sao? Cố tiểu thư, cô đừng làm khó tôi. Được, tôi đi cùng anh. Thiếu gia, cố tiểu thư đến rồi. Hoắc tổng tìm tôi. Có chuyện gì không? Sau này cô hãy sống ở đây. Không cần đến Khải Duyệt làm nữa. Tôi không. Không đến lượt cô. Bên đó chính là phòng của cô. Nếu cô cần gì, nói với tôi bảo bọn họ mua. Cô Bắc Thành, anh có phải nghe không hiểu tiếng người không? Tôi nói rồi, tôi không sống ở đây. Anh dựa vào đâu thay tôi quyết định? Bà Lương, có. Để thợ xăm vào. Tẩy sạch hình xăm của cô ta cho tôi. Vâng. Hoắc Bắc Thành, ức hiếp người khác rất thú vị phải không? Cho dù anh tẩy sạch được hình xăm này, anh tẩy được tất cả mọi chuyện đã xảy ra không? Anh tẩy được hết tất cả ký ức trong đầu mọi người không? Đủ rồi. Cô câm mồm cho tôi. Anh không để tôi nói. Tôi cứ phải nói. Tôi và em trai anh đã ngủ cùng nhau rồi. Hắn ta rất lợi hại, tôi cũng rất vui. Nói không chừng sau này tôi bảo cô câm mồm. Anh tức giận cái gì? Tôi cũng không phải là người gì của anh. Cho dù tôi và người đàn ông khác nảy sinh quan hệ gì, cũng không liên quan đến anh. Cố Nhạn Tịch, tôi cảnh cáo cô. Cả đời này của cô đều là người của Cố Bắc Thành. Cho dù tôi không cần, tôi cũng tuyệt đối không đem cô nhường cho người khác. Cho nên, cô đừng khiêu chiến giới hạn của tôi. Thiếu gia, thợ xăm đến rồi. Này, tẩy cho tôi. Tại sao cô ta lại đau như vậy? Tẩy hình xăm vốn dĩ đau hơn rất nhiều lần so với lúc xăm. Hơn nữa ngực là bộ phận nhạy cảm, đau sẽ càng mạnh hơn. Vậy còn tẩy nữa không? Cố tiểu thư, em dẫn tôi đến đây làm gì? Nếu em có người yêu, em cũng sẽ đem tên của anh ấy khắc lên trên cơ thể, tượng trưng cho tình yêu có 102. Hoắc Bắc Thành, em muốn đem tên của anh xăm trên người em. Dù sao anh cũng không có bạn gái, em lại thích anh như vậy. Suy nghĩ một chút xem nhé, người con gái tốt sẽ không bao giờ xăm, làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Hoắc tiên sinh, tẩy. Cố Nhạn Tịch, cho dù cô muốn xăm, cô cũng chỉ có thể xăm tên của tôi. Hãy
Hoắc Bắc Thành. Tôi hận anh. Cả đời này tôi đều hận anh. Cô hận đi. Tôi không quan tâm. Con muốn đi đâu hả? Ba, còn chuyện gì không? Ta không có chuyện gì. Con tạm thời không thể rời khỏi đây. Con có chuyện rất quan trọng. Chuyện con nói rất quan trọng. Có phải là đi tìm đứa con gái tên là Cố Nhạn Tịch không? Ba đã biết rồi. Vậy ba chắc biết Hoắc Tây Thành đang làm gì. Cậu ta đang lấy người vô tội ra. Chút cơn giận dữ, con không thể nhìn mà không thấy. Cô ta chẳng qua chỉ là một con đàn bà thuộc tầng lớp thấp. Em trai muốn chơi thì để nó chơi. Thứ con nợ nó đâu chỉ có thế. Nếu con nhất định phải rời đi, ngỗ ngược với ta, con biết có hậu quả gì không? Ba đánh. Dán mắt trông chừng Hoắc Tây qua đó ngay lập tức. Đến rồi anh cả. Xem ra anh cả rất thích món quà tôi tặng cho anh. Dám chấm mút người của tôi, cậu muốn chết. Anh cả bây giờ mới đến tức GIA, có phải có hơi muộn rồi không? Cố Nhan Tịch thật tội nghiệp, đợi đến lúc anh đến cứu cô ta, anh không đến. Khóc, lúc cầu xin tôi tha mạng, anh cũng không đến. Lúc tôi đánh dấu, lên trên người cô ta, anh vẫn không đến. Phẫn nộ à, anh phẫn nộ không? Ha 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 ha. Có bản lĩnh anh giết tôi đi. Lần đầu cậu đạt được cô ấy là thiếu sót của tôi. Cậu sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu. Đạt được cô ta một lần. Cô ta nói với anh như vậy sao? Tuy tôi căn bản không động vào cô ta, nhưng sự việc phát triển càng ngày càng thú vị rồi. Cố tiểu thư, đây là canh bổ cho cô. Cô hãy uống nhân lúc còn nóng. Cầm đi, tôi không uống. Thiếu gia dặn dò rồi. Nếu cô không uống, tôi phải đổ xuống. Cũng phải uống rồi. Đây là thuốc tăng sức đề kháng cho cô, cũng uống luôn đi nhé. Này cô đi đâu? Tôi muốn ra ngoài đi dạo. Đại tiểu thư, tạm thời cô không thể ra khỏi căn hộ này. Ta, cô tiểu thư, cô làm sao thế? Bà vừa cho tôi ăn gì thế? Đau bụng. Tôi sẽ nhanh chóng gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình. Ôi trời, ôi trời. Cố Nhan Tịch, cô coi lời của tôi như gió thoảng qua phải không? Muốn chạy. Anh không thể giới hạn sự ra vào tự do của tôi. Đây là anh phạm pháp, tôi để cô đi báo cảnh sát. Cần tôi tìm luật sư cho cô không? Rốt cuộc anh muốn làm gì?
Đừng nghĩ mình có thể trốn được ra ngoài. Tôi nói thật với cô, tòa nhà này đều bị tôi bao vây rồi. Cho dù cô trốn khỏi cánh cửa này, cô cũng không thể thoát ra khỏi tòa nhà này. Nếu không vẫn không từ bỏ ý định D.I.O. Tôi không ngại đánh gãy hai chân của cô. Một lần vất vả suốt đời. Một lần vất vả suốt đời. Biến thái ác ma. Uống thuốc đi. Tôi phải ra ngoài. Đừng chọc tôi tức giận. Uống thuốc đi. Tại sao? Không chịu tha cho tôi. Tôi phải ra ngoài. Tôi ở trong tù đã bị nhốt 4 năm rồi. Lẽ nào nửa đời còn lại còn phải bị nhốt ở chỗ này của anh đây? Anh có còn phải là người nữa không? Bà Lưu, quét dọn sạch sẽ chỗ này cho tôi. Cố tiểu thư, thiếu gia sợ cô ở nhà buồn chán quá. Đặc biệt bảo người ta đưa đến một máy chơi game cho cô giải buồn. Không cần anh ta giả vờ lòng tốt. Vậy tôi để đây nhé. Ai? Là tôi. Anh đến đây làm gì? Camera giám sát đã bị tôi cắt đứt rồi. Cô có muốn đi cùng tôi không? Tôi cho cô thời gian một phút suy nghĩ. Vẫn còn nửa phút. Anh. Cô sai rồi. Tôi không phải vì giúp cô. Chỉ là tôi rất vui nhìn thấy Hoắc Bắc Thành ấm ức. Nhưng trước đây anh đối xử với tôi như vậy. Tôi phải làm sao mới tin tưởng được anh? Tôi không muốn nhảy từ đống lửa này sang một đống lửa khác. Được vậy thì thôi. Này đợi đã. Sao thế? Thay đổi chủ ý rồi. Trừ khi anh bảo đảm với tôi sẽ không đối xử với tôi giống như trước nữa, tôi sẽ đi với anh. Xin lỗi. Cái này tôi thật sự không bảo đảm nổi. Dù sao Hoắc Bắc Thành quan tâm đến cô như vậy, thực ra tôi không chịu được. Còn 10 giây nữa. Tôi đi theo anh. Thoát khỏi nhà chứa của anh ta. Làm gì tôi cũng đồng ý. Dừng lại một chút. Bây giờ đang ở không an toàn. Tôi có một thứ đồ rất quan trọng. Để ở ký túc, tôi phải đi một chuyến lấy. Lần sau quay lại lấy. Không được. Anh làm gì? Anh làm gì? Quả nhiên vẫn là tẩy rồi. Đi thôi. Cố Nhan, cô tiếp tục chạy. Tôi sai rồi. Trước đây tôi quá dịu dàng với cô rồi. Cô phải giống như một con chó bị nhốt trong lồng. Trả lại cho tôi. Bỏ chân ra, bỏ ra, anh không xứng đạp lên anh nó. Anh cút, đứng lên. Lần trước cũng vì chiếc hộp này. Lần này cô lại căng thẳng như thế, tôi phải xem đựng thứ gì trong đấy. Đừng mở nó ra, tôi cầu xin anh đừng mở nó ra có được không, Cố Nhan Tịch. Lời van xin bây giờ của cô ở chỗ tôi không đáng một xu. Là cho cốt. Là cho cốt của người tôi yêu nhất. Anh đã vừa lòng chưa? Đây là người cô yêu nhất, đúng. Trên thế giới này, chỉ có cô ấy là người yêu tôi nhất, mà tôi cũng yêu cô ấy nhất. Cho dù cô ấy chết rồi, tôi cũng phải để cô ở bên cạnh tôi mãi mãi. Chị ăn đi. Đây là lúc buổi tối, tôi lén lút giữ lại. Bọn họ không biết. Vẫn còn nóng đó.
Không sao, chị mau ăn đi. Đợi sau khi ra chúng ta đi cảng thành được không? Nghe nói ở đó phong cảnh rất dễ chịu, có thể gột rửa tâm hồn. Cũng không biết, những người như chúng ta vốn dĩ đã bèn rùa, còn có tư cách được gột rửa không? Các ngươi muốn làm gì? Chị cố, chị mau chạy đi. Tôi giúp Chi Duy chặn bọn họ, chị mau chạy đi. Chị cố. Bất kể khó khăn thế nào, thoi thóp cũng được, tham sống sợ chết cũng được, chị phải sống sót. Bảo Nhi, Bảo Nhi em mau tỉnh lại đi Bảo Nhi. Hoắc Bắc Thành, trả cho tôi được không? Cầu xin anh trả lại cho tôi. Nằm mơ, một lát nữa tôi sẽ ném cô ta xuống dưới hồ cho cá ăn. Anh không thể như vậy. Còn dám chạy à? Tôi không dám. Sau này tôi cũng không dám chạy nữa. Nói cho cô biết, thứ đồ này tạm thời tôi sẽ bảo quản giúp cô. Khi nào cô ngoan ngoãn nghe lời, thì lúc đó tôi sẽ phát đại từ bi để cô nhìn cô ta hai lần. Bắt đầu từ bây giờ, cô ngủ cùng phòng với tôi. Lại đây. Cái hộp đó của cô. Đừng động ở đấy. Tôi cầu xin anh. Hoắc Bắc Thành, anh nhất định phải khiến tôi nhớ đến tất cả ở quá khứ. Nhất định phải khiến tôi nhớ đến những ký ức đau khổ đó, phải không? Cứ ngủ thế này đi, tôi bảo đảm tạm thời sẽ không làm phiền cô. Nhưng nếu cô dám cử động lung tung thì tôi không dám bảo đảm. Cố tiểu thư, đây là quần áo thiếu gia giúp cô chuẩn bị, mẫu mới nhất của năm nay. Bắc Thành, sao lại là cô? Không phải Vũ Nhu, khiến anh thất vọng rồi phải không? Bắt trước bừa. Sau này tuyệt đối không được phép mặc màu trắng. Hoắc Bắc Thành, anh sỉ nhục tôi đã đủ nhiều rồi. Lẽ nào còn muốn tôi luôn phải sống dưới bóng của Lâm Vũ Nhu sao? Trước đây bảo cậu điều trong tra. 4 năm qua Cố Nhan Tịch ở trong tù đã xảy ra chuyện gì? Điều tra thế nào rồi? Hoắc Tổng rất xin lỗi. Tôi điều tra tất cả các hồ sơ, đều không có bất cứ điều gì bất thường. Liên quan đến trận phẫu thuật đó của Cố tiểu thư, cũng không có bất cứ ghi chép gì. Không có bất cứ bất thường gì. Chính là bất thường lớn nhất. Tiếp tục điều tra. Đúng rồi, tiện thể điều tra giúp tôi. 4 năm về trước, Cố Nhan Tịch này rốt cuộc có từng quen biết những ai? Đặc biệt là người chết đó. Vâng. Chắc anh vẫn chưa có bạn gái nhỉ? Chi bằng suy nghĩ em một chút xem. Chúng ta tướng mạo, hoàn cảnh, gia đình, học lực đều tương đương. Em lại thích anh như vậy. Anh ở cùng bên cạnh em sẽ không bị thiệt thòi đâu. Hoắc Bắc Thành, năng lực bàn chuyện kinh doanh của em cũng không tệ. Nếu anh cưới em, không chỉ thêm một người vợ, còn có thêm một chiến hữu kề vai chiến đấu. Hoắc Bắc Thành, hôm nay em xinh đẹp như vậy,
có thể mời anh nhảy một bài được không? Cố Nhan Tịch, người cô yêu nhất chỉ có thể là tôi, cho dù tôi không yêu cô, tôi cũng tuyệt đối không cho phép cô yêu người khác. Càng đừng nhắc đến một người chết. Tôi đã sắp đến rồi. Anh cả, lâu lắm không gặp. Anh cả xem ra hình như không được vui cho lắm. Có điều gần đây tôi rất vui. Anh cả muốn biết tại sao không? Hoắc Tây Châu, đừng quên mẹ cậu chết thế nào. Đừng nhắc đến bà ấy. Anh không xứng. Năm đó tôi có thể giết chết bây giờ tôi cũng sẽ có thể giết chết cậu. Không tin cậu có thể thử xem. Hoắc Bắc Thành, sớm muốn tôi cũng sẽ đòi lại. Nếu không Hoắc Tây Châu tôi thể không làm người. Tuần này con dành ra lấy nửa ngày. Có chuyện gì? Cùng lĩnh giấy chứng nhận thiên kim của vương gia đi. Ta đã nói với vương gia rồi, con cứ kết hôn như thế. Sao con từ trước đến nay đều đây là sự sắp xếp tốt nhất. Con chỉ cần làm theo lời ta nói là được. Ba có thể đem hôn nhân làm một đầu để giao dịch. Nhưng con không phải là ba. Giấy chứng nhận này ai thích lĩnh đi lĩnh. Nghịch tử. Ba. Anh cả hình như không bằng lòng lắm. Hôn sự sắp xếp cho anh ấy. Không. Nó sẽ nghe sự sắp xếp của ta. Đi thay đi. Hôm nay vừa hay rảnh rỗi dẫn cô ra ngoài đi dạo. Tôi không muốn ra ngoài đi. Tôi chỉ thích bị nhốt ở trong nhà. Cố Nhan Tịch, cô chẳng qua chỉ là một con chó tôi nuôi ở bên cạnh mà thôi. Tôi muốn nhốt cô thì nhốt. Muốn để cô ra ngoài, vậy cô bắt buộc phải ra ngoài cùng tôi. Không sai. Hoắc Tổng nói rất đúng. Là tôi không biết điều. Vẫn nên mặc bộ váy trắng đó đẹp. Hoắc Bắc Thành, từ trước đến nay tôi đều không thích váy trắng. Người thích váy trắng là Lâm Vũ Nhu. Hoắc Bắc Thành, anh dẫn tôi đến đây làm gì? Lĩnh giấy chứng nhận. Tôi không. Cô không có quyền nói không. Tôi chỉ là một tội phạm đang bị cải tạo, không có thứ gì, không xứng với Hoắc Tổng cao cao tại thượng anh. Cố Nhan Tịch, có phải cô đang nhầm một chuyện không? Tôi không phải đang trưng cầu ý kiến của cô. Hoắc Bắc Thành, anh hủy hoại cuộc sống của còn tôi chưa đủ. Bây giờ đến hôn nhân của tôi cũng bị anh làm bẩn phải không? Cố Nhan Tịch, tiếp theo muốn đi đâu? Đâu cũng không muốn đi. Ra ngoài lâu như vậy rồi, có nhìn thấy người nhà cô không? Hôm nay tôi cho phép cô đi gặp một lần. Hoắc Bắc Thành, anh lại muốn giở trò gì? Cố Nhan Tịch, hôm nay tâm trạng tôi tốt, có lòng tốt đi gặp người nhà của cô. Cô đừng không biết điều. Tôi chỉ là một tù nhân đang được cải tạo, không có nhà, cơ hội chỉ có một lần. Là tư cô không muốn. Tôi chỉ là một tù nhân đang được cải tạo, không có người nhà. Hoắc Tổng Chủ tịch đến rồi. Ba có chuyện gì thế? Hẹn trước với vương gia rồi buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm. Ta đến đón con. Tối nay con còn có cuộc họp với nước khác. Sẽ không đi đâu. Tự con tốt nhất nghĩ cho kỹ. Hôn sự của vương gia, nếu con không đồng ý, chuyện này sẽ xuất hiện trên trang nhất của ngày mai.
Cảm ơn ba giúp con chuẩn bị nhiều tài liệu như thế, đến sắp chữ cũng đều chuẩn bị cả rồi. Thật đúng là giúp con bớt không ít chuyện nhỉ. Ba không thật sự cho rằng con sẽ để ý đến người phụ nữ này chứ. Cô ta hại chết Vũ Nhu. Con giữ cô lại chẳng qua chỉ là muốn giày vò mà thôi. Con là con trai của ta. Không cần phải ở trước mặt ta phô trương thanh thế chứ. Nếu con thật sự không quan tâm cô ta, lúc em trai con đưa cô ta đi, tại sao con không lo lắng? Hừ. Xem ra vẫn không thể giấu được ba. Con chỉ có thể có gì nói đấy. Con và Cố Nhan Tịch đã đi lấy chứng nhận kết hôn rồi. Không có nói trước với ba, quả thật rất là ngại. Hoắc Bắc Thành, không may. Con cũng chuẩn bị họp báo. Ngày mai đây sẽ công bố khắp trên mạng tin mừng con kết hôn. Đến lúc đó ba đem tin tức đó công bố ra. Người mất mặt không phải là Cố Nhan Tịch, không phải là Cố gia, mà là Hoắc gia. Dù sao cô ấy bây giờ cũng là phu nhân tổng tài của Hoắc thị rồi. Con cũng không quan tâm cổ phiếu của Hoắc thị tăng hay giảm, nhưng ba. Ba dám cược không? Con điên rồi à? Con là một thằng con điên. Con không điên, ai điên chứ? Chúc ba ăn cơm vui vẻ cùng vương gia. Người ra, giúp tôi tiễn chủ tịch. Chủ tịch, tôi tiễn ông. Có thời gian đến Nam Viện thăm một chút. Mẹ con nhớ con lắm đấy. Hoắc Bắc Thành anh. Hoắc Bắc Thành anh phát điên gì thế? Tối nay là đêm tân hôn của chúng ta. Tôi chẳng qua chỉ là đang quyền lợi của mình mà thôi. Anh cút ra, cút ra. Anh bỏ tôi ra. Anh không xứng động vào tôi. Tôi không xứng, ai xứng đây? Hoắc Tây Châu sao? Có phải cô ngủ với hắn ta nghiện rồi phải không? Hắn ta ngủ với cô thế nào hả? Đúng. Chính là nghiện rồi. Cho nên không thích anh. Anh ta chỗ nào cũng tốt. Cái gì cũng đều tốt hơn anh, thân hình cũng đẹp hơn anh, kỹ thuật cũng giỏi hơn anh. Ta ha. Vậy thì phải thử xem, ai lợi hại hơn ai. Cô lại dám cắn tôi. Dù sao rơi vào trong tay anh, tôi sống cũng không có ý nghĩa gì cả. Anh dám tiến thêm một bước, tôi sẽ cắn trước mặt anh. Không tin anh cứ thử xem. Chị Cố, bất kể khó khăn như nào, phải sống tiếp thật tốt. Hoắc thiếu lại sao đấy? Tôi và Cố Nhan Tịch kết hôn rồi. Kết hôn chuyện vui. Anh nói anh kết hôn với ai? Cố Nhan Tịch kẻ hề đó. Cô ấy không phải kẻ hề. Được được được, cô ấy không phải là hề. Vậy anh đêm muộn thế này không ôm người vợ yêu của anh ở nhà ngủ, một mình ra ngoài uống rượu. Ấy, đây không phải tiểu tử của Cố ra sao? Sao lại đánh nhau với người ta thế? Không được phép nói. Tôi nói sai sao? Chị may chính là một cái sofa. Này, ồn chết đi, được bảo bọn chúng cút đi. Được, đừng tức giận, giao cho tôi. Này, đợi đã. Trông chừng tên Cố Trạch Thụy đó. Ừ. Tối nay có buổi tiệc, cô chuẩn bị một chút, đi ra ngoài dự tiệc cùng tôi. Tôi không đi. Tại sao không đi? Không phải cô muốn ra ngoài hít gió sao? Tôi chẳng qua chỉ là một con chó anh nuôi mà thôi. Tôi thích nhốt ở trong lồng,
không thích ra ngoài hít thở không khí. Cô là vợ của tôi. Cùng tôi ra tham dự xã giao là bổn phận của cô. Tôi không có quyền từ chối sao? Nếu đã như vậy, vậy Hoắc Tổng nói gì thì là như vậy. Còn hỏi tôi làm gì? Muộn một chút nữa sẽ có thợ đến làm tóc cho cô. Nếu để tôi biết cô không phối hợp, cô biết hậu quả rồi đấy. Cô tiểu thư thật sự là may mắn. Sợi dây chuyền này là 5 năm trước, cố tổng đích thân thiết kế, do tôi đến đặt làm. Không ngờ quanh đi quẩn lại, lại cầm được nó trên người của cố tiểu thư. 5 năm trước. Đúng thế, còn có cả bộ váy trên người cô mặc và dây chuyền là một bộ. Đều là Hoắc Tổng tự tay thiết kế. Nói là thiết kế cho người con gái mình yêu. Người con gái đó thích màu trắng. Người đó chính là cố tiểu thư cô nhỉ? 5 năm trước. Thích màu trắng. Đây là đồ của Lâm Vũ Nhu. Hoắc Bắc Thành, anh nhất định phải chà đạp tôi như vậy sao? Ấy, ấy. Cố tiểu thư, tôi không thích. Tôi không mặc bộ này. Có chuyện gì thế, cố tổng? Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cố tiểu thư đột nhiên phát cáu như vậy. Tôi cũng không đắc tội cô ấy. Cố Nhan Tịch, cô lại bị thần kinh gì đấy? Tôi không thích bộ váy này. Không muốn mặc được không? Tiểu thư, cô đừng ngang bướng nữa. Bộ váy và đồ trang sức này rất đắt. Hơn nữa bây giờ đổi, thời gian cũng không kịp nữa. Cô ra ngoài, Hoắc Tổng tôi. Nếu cô không thích người khác động vào cô hãy tự mình chỉnh lại. Sau 20 phút nữa xuất phát. Không đi. Bữa tiệc tối nay, cô Trạch Thụy thay mặt, cô ra tham gia. Không liên quan đến tôi. Tôi nhớ trước đây quan hệ của cô và em trai cô rất tốt nhỉ. Bây giờ như này anh tưởng tôi sẽ bị chút tình thân trói buộc sao? Cô đi học cậu ta, lấy thân phận của thiếu phu nhân Hoắc gia. Hoặc tôi cũng có thể đi mời cậu ta đến gặp cô, nhưng cái đó không giống nhau. Cô chỉ có thể lấy thân phận tù nhân. Được. Tôi biết rồi. Chẳng qua chỉ là Hoắc Tổng lại nghĩ ra trò gì mới. Muốn sỉ nhục tôi thôi nhỉ. Tôi đi là được. Thực ra tôi đó là anh ra ngoài trước đi. Tôi phải thay quần áo. Hoắc Tổng, sao anh không trực tiếp nói với cố tiểu thư? Anh tạo cơ hội để cô ấy gặp mặt người nhà. Thực ra là muốn để tâm trạng của cô ấy tốt. Cậu tưởng bản thân cậu rất hiểu tôi sao? Nực cười cố Nhan Tịch chính là một tột nhân. Sao tôi có thể chiều cho cô ta vui? Muốn qua đó chào một tiếng không? Không cần. Vậy cô tùy ý. Tôi đi vào phòng bàn chút việc. Khoảng thời gian này cô có thể hoạt động tự do, nhưng cô đừng mơ thoát được. Cô không trốn được đâu. Ôi, đây không phải cố Nhan Tịch, từng là cố đại tiểu thư sao? Nghe nói cô ngồi tù à? Đây là mãn hạn được ra tù à? Đừng đi vội. Dù sao cũng là bạn học cũ nhiều năm rồi, nói chuyện chút nhỉ. Cô nhận nhầm người rồi. Không ngờ đại tiểu thư của cố gia từng huy hoàng như thế. Bây giờ chán nản đến mức thân phận của bản thân cũng không dám nhận. Cố Nhan Tịch cô cũng có ngày hôm nay. Nếu những điều cô muốn nói chỉ có như này, vậy xin thứ lỗi vì không tiếp đãi. Mọi người mau đến xem đi. Đây chính là đại tiểu thư của cố gia, cố Nhan Tịch. Cô ta bây giờ là một tội phạm đang cải tạo. Nghe nói cố gia sớm đã đuổi cô ta ra khỏi cửa rồi. Cái gì, cô ta chính là cố Nhan Tịch, còn là một tội phạm đang cải tạo? Cố gia còn có một người con gái, trước đây sao lại chưa từng nhìn thấy nhỉ? Còn phải hỏi sao? Nếu cô có một đứa con gái là tội phạm cải tạo, cô có xấu hổ nói với bên ngoài không? Thật sự mất mặt, xã hội thượng lưu của chúng ta. Đúng thế, đúng thế. Ta.
Chị đúng là chị của em. Sao chị lại ở đây? Xảy ra chuyện gì rồi? Tôi không phải chị cậu. Cậu nhận nhầm người rồi. Chị chính là chị của em, Cố Nhan Tịch. Sao em có thể nhận nhầm được? Cậu bỏ tôi ra. Em không bỏ. Nói cho em biết xảy ra chuyện gì. Cố Trạch Thụy, bây giờ tôi đã không có bất cứ quan hệ gì với cô. Lẽ nào cậu không biết sao? Sao lại không có quan hệ? Chị đã ra ngoài rồi, tại sao không quay về? Có người nói chị đứng trong câu lạc bộ. Có phải thật không? Bây giờ tôi không muốn bàn luận với cậu về những chuyện này. Chị nói cho em biết có phải là thật không? Cậu cảm thấy là đúng thì nó là đúng. Đây lại là sự thật. Chị là người của cô. Sao chị lại có thể sa ngã đến mức như vậy? Đi, chị bắt buộc phải quay về cùng em. Xảy ra chuyện gì thế? Hoắc Tổng, là ai làm? Hoắc Tổng, kịch hôm nay có hay không? Tôi không biết anh dẫn tôi đến đây. Chẳng phải là vì mượn tay của bọn họ để sỉ nhục tôi sao? Đúng như anh mong muốn. Tôi là một tội phạm giết người. Tôi giết bạn gái mà Hoắc Tổng yêu thương nhất. Bây giờ tôi chính là một con chó bên cạnh chân của Hoắc Tổng. Tôi từng ngồi sofa. Tôi còn bò trên nền học sủa tiếng chó. Cô câm mồm. Anh làm gì đấy? Chuyện này bắt đầu từ ai? Điều tra rõ cho tôi. Vâng. Cố Nhan Tịch, đại tiểu thư Cố gia. Hóa ra là vậy. Điều tra giúp tôi đại tiểu thư của Cố gia. Sao tôi lại chưa từng gặp cô ta? Hoắc Tổng, chuyện tối nay bắt đầu từ con gái của Dương gia. Cô ta và Cố tiểu bạn học cấp 3 và đại học, mối quan hệ luôn rất không tốt. Rất tốt dặn dò xuống. Từ nay về sau, nếu ai dám hợp tác với Dương gia, thì chính là kẻ địch với Hoắc Bắc Thành tôi. Vâng. Đây chính là tài liệu của Cố Nhan Tịch. Cố Nhan Tịch lại là đại tiểu thư của Cố gia. 4 năm trước Bòi Vif vì gián tiếp hại chết Lâm Vũ Nhu, mới bị anh trai tôi đưa vào tù. Chẳng trách lúc tôi ở Khải Duyên lần đầu tiên nhìn thấy cô ta. Cô ta gặp mặt anh tôi lại khó hiểu như vậy. Không ngờ Deusito ra nước ngoài du học mấy năm nay, trong nước lại xảy ra nhiều chuyện thú vị đến thế. Đáng tiếc, không thể tận mắt chứng kiến những chuyện này. Bây giờ biết hình như cũng không quá muộn. Nhị thiếu, ý của anh là trước tiên không vội. Tôi phải đổi một chính sách. Cố Nhạn Tịch đã ngủ chưa? Cố tiểu thư vừa về nhà là ngủ rồi. Còn chưa ăn uống gì cả. Tôi đang muốn hỏi cô ấy có muốn dậy ăn chút đồ rồi lại ngủ không. Cô đi đem đồ bưng lên đây, tôi đi gọi cô ấy. Vâng. Cố Nhan Tịch, dậy đi ăn cơm xong rồi ngủ tiếp. Cố Nhan Tịch, này con sao lại có biểu cảm gì thế? Hôm nay con gặp chị gái con rồi. Haz con nhắc nó làm gì chứ không phải. Bây giờ chị ấy lưu lạc câu lạc bộ mua vui chúc cười, quả thật rất mất mặt. Con ở trước mặt bạn cũng không ngẩng đầu lên được. Phụ lòng trước đây con bảo vệ chị ta như thế, con tiện nhân này. Quả đúng là nhân phẩm. Đời bại như vậy, không biết liêm sỉ. Sớm biết như vậy, ban đầu lúc sinh nó ra, tôi đem bóp chết cô ta. Này, A Trạch, A Trạch, con làm sao vậy? Con chắc là bị tức chết rồi. Tâm trạng phiền muộn, khó có thể khai thông. Đây là tâm bệnh, Cố tiểu thư cơ thể vốn dĩ suy nhược. Không thể để cô ấy chịu bất cứ đả kích nào nữa, đặc biệt là vấn đề về tâm lý. Không thì hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Kiến nghị cô ấy nằm viện theo dõi một thời gian, để cô ấy làm một vài khai thông tâm lý. Tôi suy nghĩ xem sao. Được.
Cái gì anh nói? A Trạch mắc ung thư gan. Không thể nào. Trước đây một chút dấu hiệu báo trước cũng không có. Ung thư gan giai đoạn đầu các triệu chứng rất nhỏ, khó có thể quan sát. Đợi đến lúc cơ thể phản ứng lại, đã là thời giai đoạn giữa và giai đoạn cuối rồi. Tâm lý của người nhà tôi có thể hiểu. Nhưng việc cấp bách bây giờ là nghĩ cách khống chế bệnh tình của người bệnh. Vậy phải điều trị thế nào? Cách tốt nhất chính là tiến hành phẫu thuật ghép gan. Hai ngày nay, hãy để người thân đến bệnh viện kiểm tra kết hợp đi. Kết hợp. Cố nhan tịch gan của con tiên nhân này có thể cấy lên người của A Trạch. Cô cần phải nằm viện một tháng. Một tháng sau tôi đến đón cô. Điều này đối với cô chắc không phải là một tin tốt nhỉ. Có thể một tháng không về. Tôi không quan tâm trong lòng cô đang nghĩ gì. Nhưng cả đời này của cô đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Cho dù là cô tra tấn mình đến chết, cho cốt của cô cũng là của tôi. Hoa đều đã nở rồi. Mùa xuân rồi nhỉ. Cố tiểu thư cô cũng thích hoa sao? Thích. Trước đây tôi thích hoa hồng đỏ rực. Bây giờ càng thích bồ công anh. Nó so với hoa hồng mạnh mẽ hơn, lãng mạn hơn. Vậy cố tiểu thư, cô phải chữa lành cơ thể nhé. Sau đó thì sau khi dưỡng bệnh khỏi rồi thì có thể nhìn càng nhiều hoa đẹp hơn. Cố nhan tịch, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi. Đưa con gái bất hiếu mày cuối cùng cũng có chút tác dụng. Mau đi xét nghiệm xem có phù hợp không. Xét nghiệm phù hợp cái gì? A Trạch bị bệnh rồi, cần làm phẫu thuật ghép gan. Loại người như mày dù sao cũng chỉ tốn cơm gạo, vậy không bằng đem gan cắt cho em trai mày. 2 năm trước tôi làm một cuộc phẫu thuật lớn. Ôi trời, đừng nói nhảm nhí với tao nữa. Tao quan tâm mày phẫu thuật hay không phẫu thuật cái gì chứ. Bây giờ sức khỏe tôi không cho phép. Chẳng qua chỉ bảo mày hiến chút gan thôi mà. Sẽ chết người sao? Tôi không đồng ý. Từ ngày tôi và cố gia đoạn tuyệt quan hệ, tôi chỉ sống vì bản thân mình. Muốn bảo tôi hiến gan, ông nằm mơ. Cố tiểu thư cần phải nghỉ ngơi. Ông ra ngoài cho. Ra ngoài đi, ra ngoài đi. Cố tiểu thư cần phải nghỉ ngơi. Hoắc tổng, chuyện anh bảo tôi điều tra có chút manh mối rồi. Cố tiểu thư 2 năm trước đích thực bị ép buộc tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thận. Lúc đó, bác sĩ phẫu thuật chính là Chu Văn, là học viện y hạng 3, ra ngoài. Y thuật cũng không giỏi, cho nên rất khó tìm được công việc ở bệnh viện chính quy, liền tự mở một phòng khám nhỏ. Sau đó không được 2 năm, bởi vì sự cố y tế, bị bắt buộc đóng cửa. Sau đó trà trộn đủ hạng người. Lúc làm phẫu thuật cho cố tiểu thư, đã rất nhiều năm không động đến dao rồi. Cũng có nghĩa là cố nhan tịch có thể sống cũng đã là mạng lớn rồi. Cô ấy suýt chút chết trên bàn phẫu thuật. Còn gì nữa nói? Chu Văn đó là một tên xã hội đen ngoài đường. 4 năm trước lúc tiểu thư Lâm Vũ Nhu bị làm nhục, hắn ta cũng là một trong số đó. Nếu 4 năm trước đám xã hội đen đó thực sự là cố tiểu tốn tiền thuê, Chu Văn chắc cũng là người của cố tiểu thư mới đúng. Vậy sau đó cuộc phẫu thuật đó cũng sẽ không thông rồi. Tiếp tục. Đương nhiên, cũng có khả năng đoạn giữa xảy ra vấn đề gì, bọn chúng lật mặt với cố tiểu thư. Hoặc có thể bị người khác mua chuộc. Nhưng cũng có một khả năng, cố tiểu thư từ đầu đến cuối bị oan uổng. Cô ấy có khả năng thực sự không liên quan đến cái chết của tiểu thư Lâm Vũ Nhu.
Hoắc tổng vẫn cần tiếp tục điều tra không? Bắc Thành, anh hãy tin em. Cái chết của Vũ Nhu thật sự không liên quan đến em. Em cũng không biết xảy ra chuyện gì. Anh hãy tin em. Tiện nhân, tại sao người chết không phải là cô hả? Đưa cô ta vào tù cho tôi. Tiếp tục điều tra. Tôi phải biết toàn bộ chân tướng sự thật của năm đó. Anh lại không đợi được. Muốn bắt tôi về, nhốt lại phải không? Cái chết của Vũ Nhu, rốt cuộc có phải là cô làm không? Là tôi. Chỉ cần bây giờ cô nói không phải là cô, tôi sẽ tin. Là tôi. Lâm Vũ Nhu là tôi hại chết. Nhân phẩm của tôi bại hoại. Tôi tội ác tày trời. Tôi nghe nói cô nhập viện. Tôi đến thăm cô. Mối quan hệ của hai chúng ta hình như đâu có tốt. Có thể đến thăm bệnh chứ. Tôi biết cô vẫn còn đề phòng. Đối với Stoy, cũng trách bản thân thôi. Cũng có mâu thuẫn giữa tôi và anh trai tôi. Lúc đó lại hiểu nhầm cho rằng cô và anh ta cùng một ruột, cho nên nhất thời xúc động tạo nên cho cô một ấn tượng không tốt. Lần này tôi đến chính là muốn đích thân xin lỗi cô. Hy vọng cô không hận tôi nữa. Hoắc nhị thiếu nặng lời rồi. Anh là nhị thiếu gia của Hoắc gia, là con cưng của trời. Tôi làm sao dám hận anh chứ? Chỉ là hy vọng. Sau này anh đừng đến tìm tôi, làm phiền nữa được không? Cô có thể cầu xin tôi, làm cho cô chút việc gì đó, ví dụ như giúp cô điều tra rõ chân tướng của 4 năm trước. Chỉ cần cô mở lời, tôi rất vui vì được giúp cô. Anh cũng biết thân phận của tôi rồi. Thôi, chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Không cần thiết phải điều tra nữa. Vậy tạm thời giữ nó lại, nếu cô cần. Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi, nghỉ ngơi cho khỏe. Cố tiểu thư, cô chuẩn bị uống thuốc rồi, cô dậy đi. Ừ được. Cẩn thận chút giày ở đây. Dẫn đi. Ở đây là bệnh viện, các người làm gì đấy? Mau đi kiểm tra xét nghiệm cho A Trạch. Bỏ ra, ta ha. Ông muốn làm gì? Alo, Hoắc tiên sinh, khủng khiếp quá. Bên này đột nhiên có một đám người sau đó đưa cố tiểu thư đi rồi. Bọn họ nói muốn cắt gan của cô ấy. Nhanh lên nữa đi. Kết quả kiểm tra đã có rồi. Mức độ phù hợp rất cao, chỉ là cái gì? Cô gái này thiếu một quả thận. Cơ thể đã rất suy nhược rồi, không chịu được phẫu thuật như vậy. E rằng sẽ có nguy hiểm. Ôi trời, vậy thì sao nào? Chỉ cần con trai tôi không nguy hiểm tính mạng là được rồi. Nhưng cô ta à, cậu đừng như nữa. Tôi là ba ruột nó. Tôi đồng ý phẫu thuật. Nó có chết trên bàn mổ, tôi cũng sẽ không tìm bệnh viện gây khó dễ. Bây giờ hãy phẫu thuật. Ông muốn làm gì với vợ của tôi? Cậu ở lại xử lý. Cậu không thể đưa cô ta đi, không thể thấy chết không cứu. Cố tổng nói chuyện chút đi. Cố Nhan Tịch, mày là đứa vô lương tâm. Đến em trai mày mày cũng không cứu. Nếu tao biết mà là một con gái bất hiếu như tao vậy, tao đã giết chết mày.
cô nghỉ ngơi cho khỏe đã. Chuyện như này sẽ không để ông ta phát sinh lần thứ hai nữa. Hoắc tổng, đây là anh đang làm gì thế? Cái gì? Không phải anh hận muốn chết sao? Bây giờ ở lại có ý gì chứ? Hoắc tổng chắc không phải là lén lút yêu tôi rồi đấy chứ? Hoắc tổng xin mời về cho, tôi cần phải nghỉ ngơi. Còn nữa, chuyện của tôi không cần Hoắc tổng bận tâm. Cố Nhan Tịch, cô đừng tưởng ai cũng mê mình, tôi sao lại có thể thích cô được chứ? Cô là người của tôi. Toàn bộ trên giới, cho dù là một sợi tóc cũng đều là của tôi. Cho dù bọn chúng muốn gan của cô, cũng phải thông qua sự đồng ý của tôi. Hoắc Bắc Thành, tôi sớm đã không trông chờ gì ở anh rồi. Tiểu Tịch làm người không thể ích kỷ như vậy. A Trạch chính là em trai ruột của cô. Đúng thế, gan có thể tái sinh. Cũng không phải cắt đi, thì không còn nữa, chỉ là cắt miếng nhỏ, cho em trai cô phẫu thuật nhỏ thôi mà. Thỏa thuận hiến nội tạng ký đi thôi. Em trai cô đang đợi cô cứu mạng đó, đều đến ép tôi. Từng người ký đi, đều đến ép tôi. Một đám tự coi mình là hợp sức cưỡng ép một cô gái nhỏ. Cố ra các người cũng thật sự là mất mặt. Đây là chuyện của cô ra chúng tôi, liên quan gì đến anh? Các người lẽ nào không biết cô ấy đã thiếu mất một quả thận rồi không? Không thể trải qua bất cứ cuộc phẫu thuật nào nữa. Tôi thấy các người ai ai cũng cơ thể cường tráng. Các người thật sự muốn cứu cô Trạch Thụy, các người tự đi hiến gan đi. Dù sao cũng chỉ là một phẫu thuật nhỏ thôi, không chết được. Như này nhé, các người ai đi hiến gan, chi phí phẫu thuật sau này của các người, phí điều trị y tế tôi trả toàn bộ. Thế nào? Các người ai đồng ý? Một đám ngụy quân chỉ biết ức hiếp một cô gái nhỏ. Này, cô không sao chứ? Tôi không sao. Vừa nãy cảm ơn Hoắc nhị thiếu. Tôi cũng không phải có ý muốn giúp cô, chỉ là tôi nhìn không quen đám người khuôn mặt đạo đức giả đó. Anh nhìn tôi làm gì? Cố Nhan Tịch, tôi đột nhiên cảm thấy cô có hơi đáng thương. Làm sao đây? Bây giờ tôi nhớ lại những chuyện tôi làm với cô lúc đó, lòng tôi càng cảm thấy áy náy hơn. Trước đây tôi từng nói với cô, có thể giúp cô một chuyện vô điều kiện, bây giờ vẫn còn tác dụng. Cô có gì cần tôi giúp không? Ví dụ muốn giúp cô xử lý cô ra, hoặc là giúp cô rời khỏi anh tôi. Chỉ cần nô nói, tôi đều có thể giúp cô, không cần. Lẽ nào cô muốn sống cả đời như vậy sao? Không có tự do, không có tương lai. Cô cũng biết, trong lòng anh trai tôi mãi cũng chỉ có Lâm Vũ Nhu. Anh ta giữ cô ở lại bên chỉ là để giày vào cô, báo thù cô. Cô đã vì anh ta lãng phí bao nhiêu năm thanh xuân như vậy. Lẽ Anof cô còn sống một cuộc sống như vậy sao? Được rồi, anh đừng nói nữa. Tôi thực sự rất muốn giúp cô. Bỏ đi tất cả giữa tôi và anh trai tôi. Giữa tôi và cô không thù không oán. Cô nói không phải sao? Thật sao? Tôi lại không biết. Từ lúc nào cậu trở nên biết nói đạo lý như vậy? Anh, tôi chỉ là nói câu, nói thực lòng mà thôi. Hoắc Tây Châu nhân lúc tôi không ở đây, xúi giục người phụ nữ của tôi. Có phải cậu muốn chết không? Cút ra ngoài. Xem ra anh trai rất không hoan nghênh tôi. Đúng rồi, những lời vừa nãy tôi nói với cô, bất cứ lúc nào cũng giữ lời. Lúc nãy hắn ta nói gì với cô? Có phải cô rất muốn đi cùng hắn ta không? Trả lời tôi. Tôi rất muốn đi cùng anh ta. Anh sẽ thả người không? Cô đừng mơ. Cố Nhan Tịch, tôi đã cho cô đủ sự tôn trọng và thể diện rồi, cô còn muốn gì nữa? Ồ, vậy tôi còn phải cảm ơn anh nữa. Xem ra khoảng ở bệnh viện lâu rồi, vậy đừng ở nữa.
về nhà với tôi, ta ha. Cố Nhan Tịch trong lòng cô tôi, mãi mãi cũng chỉ là một ác nhân. Nếu đã như vậy, vậy tôi cũng không ngại ác thêm một chút nữa. Sau này cô chỉ có thể ở trong căn phòng ngủ này. Tôi phải xem cô có thể cắm thêm đôi cánh bay ra ngoài không. Hoắc Tây Châu không phải thật lòng muốn giúp mình, chỉ là muốn làm anh trai hắn ta tức. Hắn ta coi mình như công cụ. Vậy tại sao mình không thể ngược lại? Ít nhất hắn ta cũng có câu nói rất đúng, mình không thể cứ sống thế này mãi được. Hoắc Bắc Thành hắn ta chính là một ác quỷ hỉ nộ vô thường. Mình phải rời khỏi anh ta vì Bảo Nhi. Mình không thể bỏ cuộc. Cố tiểu thư ăn cơm thôi. Được. Ôi, trời ơi, trời ơi. Bà Lưu, bà không sao chứ? Tôi không sao, không sao. Không phải tôi cố ý. Cố tiểu thư, cô không ngã ở đâu chứ? Không sao, cô không bị thương là tốt rồi. Vậy đi ăn cơm thôi. Ừ được. Bà đi trước đi, tôi sẽ qua ngay lập tức. Ừ được, được. Alo, tôi là Cố Nhan Tịch, lời trước đây anh nói có còn tính không? Tôi muốn nhờ anh một việc. Giúp tôi lấy một thứ từ chỗ của Hoắc Bắc Thành. Sau đó đưa tôi về. Cố tiểu thư, cô có nhìn thấy điện thoại của tôi không? Điện thoại? Điện thoại tôi không thấy đâu. Ôi trời, bên dưới giường, chắc là vừa nãy lúc không cẩn thận ngã, rơi xuống. Đi đi ăn cơm thôi. Được đi. Hoắc Tây Thành, hy vọng anh sẽ không làm tôi thất vọng. Bác sĩ, Cố Nhan Tịch, tình hình hôm nay thế nào rồi? Cô tiểu thư sức khỏe không có gì bất thường, chỉ là vẫn có lúc suy nhược. Nghe bà Lưu nói, gần đây khẩu vị của cô ấy khá tốt. Cô ấy muốn ăn gì thì bảo bà Lưu làm cho cô ấy. Còn nữa, đừng để cô ấy tiếp xúc với điện thoại và mạng. Cũng không cho phép cô ấy tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Được. Cô không muốn nhìn tôi đến như vậy sao? Cố Nhan Tịch, nói chi em. Hoắc Bắc Thành, giữa chúng ta không có gì để nói. Bệnh tình của em trai cô, Cố Thụy Trạch, cô một chút cũng không quan tâm sao? Tôi không có người nhà, cũng không có em trai. Tôi đã sắp xếp phẫu thuật ghép gan cho cậu ấy rồi. Tin chắc bọn họ sẽ không làm loạn trước mặt cô nữa đâu. Cô yên tâm, đó là chuyện của anh và Cố gia, không liên quan đến tôi. Cố Nhan Tịch, chúng ta đều đã kết hôn rồi. Cô có điều kiện gì cũng có thể nói với tôi. Chỉ cần cô đừng nghĩ chạy thoát. Yêu cầu hợp lý, tôi cũng có thể đáp ứng cô. Tôi muốn lấy lại hộp đó của tôi. Anh đồng ý không? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy thì không có gì để nói. Cô... Hoắc tổng, vé máy bay đã đặt xong rồi. Tôi sẽ phải ra nước ngoài ký một hợp đồng. Cậu lưu ý trông chừng Cố Nhan Tịch. Vâng. Gần đây tôi sẽ phải ra nước ngoài mấy ngày. Mấy ngày tôi không ở đây. Cô tốt nhất an phận một chút. Tôi đến cái phòng này cũng không đi ra nổi, còn yên phận thế nào nữa? Hoắc Bắc Thành, yêu anh thật quá xa xỉ. Hận anh cũng quá không tự lượng sức mình rồi. Tôi chỉ hy vọng chúng ta nhất biệt lưỡng khoan, sống chết không gặp.
Nhị thiếu gia, anh đến đây làm gì? Cố Nhan Tịch, bổn thiếu gia nói lời giữ lời, đích thân đến cứu cô đây. Đồ tôi cần đâu? Lấy được rồi, ở trên xe. Được, dẫn tôi rời khỏi đây đi. Cố tiểu thực sự muốn đi cùng nhị thiếu. Cô quên rồi, trước đây cậu ấy đối xử với cô thế nào? Hoắc tổng chỉ là không giỏi ăn nói, nhưng tất cả những gì anh ấy đều tốt cho cô. Cô có biết không, bây giờ anh nói những điều này có tác dụng gì? Tôi đi theo ai, cũng đều tốt hơn Hoắc Bắc Thành. Ít nhất tốt sống giống như một con người. Bảo Nhi, quay về bên cạnh tôi rồi. Lộ trình tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Tôi mượn máy bay tư nhân của người khác, ngày mai đưa cô ra nước ngoài, tôi sẽ không làm phiền cô. Cảm ơn. Tôi từng nói, tôi thực sự muốn bù đắp cho cô. Bất kể thế nào, vẫn phải cảm ơn anh nhị thiếu. Cô còn ghét tôi không? Cái gì? Đừng ghét tôi nữa. Cũng đừng gọi tôi là nhị thiếu nữa. Tôi hy vọng cô có thể gọi tôi giống như một người bạn, tên của tôi. Sẽ không có người bạn thứ hai nữa. Được rồi, đến rồi nói với tôi một tiếng. Cô có phương thức liên lạc của tôi. Nhị thiếu, anh thật sự để tôi đi sao? Tôi phải đi rồi. Anh sẽ thiếu đi một công cụ chống đối với anh trai anh. Tôi không dễ dàng gì thể hiện lòng tốt. Cô còn kỳ kèo như vậy, tôi sẽ không để cô đi nữa. Cảm ơn, tạm biệt. Xảy ra chuyện gì thế? Mình lại cảm thấy cô ấy cười lên trông rất xinh. Diễn kịch diễn cũng chân thật quá rồi, đến bản thân mình cũng tin. Đi thôi. Cố Nhan Tịch. Quả nhiên cô vẫn chạy thoát. Tôi chẳng qua là cô ý để lộ sơ hở. Cô đã gấp gáp, muốn rời xa như vậy rồi phải không? Cô thật sự cho rằng tôi không có cách gì với cô. Không sai. Tôi chính là muốn chạy thoát. Ở bên cạnh anh một giây, tôi đều cảm thấy ghê tởm. Hoắc Bắc Thành, trừ khi anh giết tôi. Nếu không lần sau, tôi cũng sẽ chạy như vậy. Cho thể diện không cần. Vậy cô đừng trách tôi, vô tình. Trả cho tôi. Đây không phải người chết quý giá nhất của cô. Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy kết cục của việc chọc tức tôi. Đừng. Cố Nhan Tịch, tiện nhân nuôi không thục như cô thì không nên cho một chút thể diện nào. Bỏ tôi ra. Anh đừng để tôi càng hận anh hơn. Anh bỏ tôi ra. Cô hận tôi. Loại người như cô, tôi không nên để ý đến suy nghĩ của cô. Dù sao cô cũng muốn chạy. Ta. Hoắc tổng thỏa thích rồi chứ? Tôi có thể đi được chưa? Vô vị nhạt nhẽo. Kỹ nữ lần trước của tôi còn nhanh nhẹn hơn cô. Hoắc Bắc Thành, có phải chỉ có tôi chết, anh mới có thể tha cho tôi? Muốn chết không qua sự cho phép của tôi. Cho dù cô đáng chết, Diêm Vương cũng không dám nhận. Gọi bác sĩ gia đình đến khám cho Cố Nhan Tịch rốt cuộc đã chết hay chưa. Thế nào rồi? Cố tiểu thư không bị thương chỉ gì là cả. Tinh thần có chút không ổn định lắm. Cô ấy chảy máu. Ở cái đó, Cố tiểu thư vẫn là lần đầu. Chuyện giường chiếu vẫn nên đừng quá mạnh bạo. Lần đầu. Tôi đi trước đây. Cố Nhan Tịch, rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện lừa mình đây? Chị Cố, tại sao chị lại vứt em đi? Tại sao chị không bảo vệ tốt cho em? Em ngã đau lắm. Em đang ở ngoài cửa sổ. Tại sao chị không nhìn em một lát? Cố Nhan Tịch, chị không xứng làm bạn của tôi.
một kẻ thối nát như chị sống còn có ý nghĩa gì chứ? Chị còn không bằng đi chết đi. Chị đi chết đi. Đừng. Bảo Nhi xin lỗi. Là chị không bảo vệ tốt cho em. Bây giờ chị sẽ đi gặp em, được không? Hoắc tổng, có cần nghỉ ngơi một chút không? Không cần. Hợp đồng lần này tôi không đi được. Bên hợp tác đặc biệt nâng cao yêu cầu. Tôi vất vả một chút cũng không sao, là vấn đề của tôi. Nhưng anh vì những chuyện trước đây, đã mấy đêm không chợp mắt rồi. Chủ tịch và nhị thiếu đã nhìn chằm chằm vào Cố tiểu thư rồi. Anh vì sự an toàn của cô ấy mới tạm thời không để cô ấy ra ngoài. Tại sao anh không nói cho cô ấy chứ? Có muốn giúp tôi đổi cho cậu một công việc? Cô vẫn tình cảm không? Xin lỗi, là tôi lỡ mồm. Biết mình lỡ mồm thì hãy câm mồm lại, nói chuyện chính. Chuyện 4 năm trước có tiến triển mới. Đây là danh sách lưu động tài chính của tất cả các tài khoản ngân hàng dưới tên của Cố tiểu thư 4 năm trước. Lúc đó cũng bởi vì cô ấy có một khoản trả cho đám xã hội đen mới bị cho rằng là người sẽ khiến đằng sau. Nhưng sau khi tôi điều tra lại, phát hiện có chút không đúng lắm. Ngày chuyển khoản của chiếc thẻ này chính là vào ngày khoảng thời gian khóa thẻ báo mất giấy tờ. Trong tài liệu cũng có ghi chép Cố đích thân đi ngân hàng báo mất giấy tờ, nhưng tài khoản đã bị đóng băng. Tại sao có thể chuyển khoản ra bên ngoài? Có người gài bẫy hãm hại Cố Nhan Tịch. Để chứng minh cho suy đoán của tôi thử đi tìm đám xã hội đen năm đó. Nhưng bọn chúng giống biến mất không căn cứ, không để lại bất cứ vết tích nào. Với năng lượng năm đó của Cố tiểu thư, cũng làm không được điểm này. Thế là tôi lại lần nữa thuận theo tài khoản ngân hàng theo manh mối này. Cuối cùng điều tra ra cái gì? Là chủ tịch. Bảo Nhi, em là người duy nhất trên thế giới này bảo vệ chị. Từng cho chị ấm áp, nhưng chị lại không bảo vệ tốt được em. Xin lỗi. Bây giờ chị sẽ nhận lỗi với em. Tất cả các manh mối bây giờ, Cố tiểu thư từ đầu đều là bị hãm hại. Vậy tại sao? Cố tổng, sai rồi. Tất cả đều sai rồi. Về nhà mau. Hoắc tổng. Alo. Tiên sinh không hay rồi. Cố tiểu thư đã khóa trong nhà tắm. Đã sắp một tiếng rồi. Tôi không thể mở cửa. Hoắc tổng, anh sao thế? Đột nhiên tim rất đau. Cảm giác sắp mất đi thứ gì đó. Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé. Không, tôi phải về nhà trước. Tôi phải gặp Cố Nhan Tịch. Hoắc tổng, tạm biệt. Thế giới này sao lại nhiều máu thế? Cố Nhan Tịch. Cố Nhan Tịch, mau dậy đi Cố Nhan Tịch. Không phải cô hận tội sao? Cố Nhan Tịch. Đi bệnh viện. Anh lại đối xử với cô ấy như vậy sao? Nếu cô ấy chết, anh chính là hung thủ hại chết cô ấy. Đừng ở đây giả vờ với tôi. Tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đâu. Cậu đối với cô ấy có mấy phần thật lòng? Cậu chẳng qua là lợi dụng cô ấy. Tôi trước giờ chưa từng nghĩ cô ấy sẽ chết. Cậu tưởng tôi muốn cô ấy chết sao? Dừng tay. Các anh coi bệnh viện là nơi nào? Muốn đánh thì ra ngoài đánh. Bây giờ người bệnh cần một lượng máu lớn. Nhóm máu A thì vào đây cho tôi. Tôi là nhóm máu A.
Nhị thiếu, anh không sao chứ? Anh rút bao nhiêu máu à? Nói ra bản thân tôi cũng không tin. Không ngờ một người ích kỷ như tôi lại có một ngày sẽ vì Cố Nhan Tịch hận không thể rút cạn máu mình. Rõ ràng tôi chỉ là lợi dụng cô để tấn công Cố Bắc Thành. Cũng không biết thế nào, đột nhiên lại không nỡ để cô ấy chết. Nhị thiếu, có khả năng là bởi vì cô ấy có chút đáng thương. Là lúc cô ấy cười với tôi, thật sự có chút đáng yêu. Hoắc tổng ăn chút đồ trước nhé. Tôi không muốn ăn. Cô ấy chắc chắn hận chết tôi. Người tôi muốn cưới là Vũ Nhu. Cả đời này tôi cũng không thể cưới cô. Cô ra không có người như cô. Đứa con gái giết người. Người chết tại sao không phải là cô? Hoắc tiên sinh nói rồi, bảo chúng tôi chăm sóc tốt cho cô. Tôi đồng ý với cô. Chỉ cần cô tỉnh lại, tôi có thể cho cô tự do. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cô đừng động. Tôi đi gọi bác sĩ. Đợi đã. Thật không? Cái gì? Chỉ cần tôi tỉnh lại, anh sẽ cho tôi tự do. Là thật sao? Cố Nhan Tịch, xin lỗi. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Không có vấn đề gì lớn, quan sát 2 ngày là có thể xuất viện rồi. Cảm ơn bác sĩ. Đợi tôi xuất viện, hai chúng ta đi một chuyến đến cục dân chính. Làm thủ tục ly hôn nhé. Được. Cố Nhan Tịch, cô muốn đi đâu? Tôi lái xe đưa cô đi. Không cần. Tất cả mọi chuyện của quá khứ, một nét bút xóa sạch. Tôi hy vọng Hoắc tiên sinh nói lời giữ lời. Cô không về căn hộ, thu dọn đồ đạc sao? Tôi đã bảo bà Lưu thu dọn xong rồi. Không, đó đều không phải là đồ của tôi. Cố Nhan Tịch, cô hận tôi như vậy sao? Tôi hận anh. Nhưng bây giờ tôi đến sức lực hận anh cũng không có. Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, sống nốt một đời. Tôi cũng hy vọng Hoắc tổng nói lời giữ lời. Đợi đã. Hoắc Bắc Thành, anh có ý gì? Anh lại muốn nói lời nuốt lời phải không? Xem ra bây giờ tôi ở trong lòng cô hoàn toàn không đáng tin một chút nào. Nhưng cô thực sự còn một thứ chưa mang đi. Cô ở đây đợi tôi đi lấy ở xe cho cô. Tôi biết, nó rất quan trọng với cô. Cho nên tôi cũng rất sợ cô đến lấy trộm. Trước lúc đó, tôi đã đem nó đổi thành cái giả rồi, cho nên cái Hoắc Tây Châu lấy trộm, mang đi cái đó là giả. Tôi ném ra ngoài cái đó cũng là giả. Cái này mới là thật. Tôi cũng rất muốn đập nó đi. Nhưng tôi sợ cô sẽ giận. Mang theo người cô yêu nhất, rời khỏi đi. Cảm ơn. Hoắc tổng, Cố tiểu thư đã đi rồi. Lái xe đi Trang Viên. Có một số chuyện cũng phải có cái kết. Vâng. Quay về rồi à?
con cần một lời giải thích. Nhanh như vậy đã điều tra ra rồi. Ta tưởng cả đời này con sẽ không đi điều tra chuyện này. Tại sao? Làm như vậy, rốt cuộc có lợi ích gì với ba? Tại sao? Nha đầu của cố gia đó rất thích mày nhỉ? Mày cảm thấy mày có xứng không? Mày giết chết người tao yêu nhất, mày không xứng có được tình yêu của tất cả mọi người. Hừm. Tao chỉ là một kế nhỏ thôi. Đã đem mày chơi xoay vòng. Cảm giác liên tiếp mất đi tình cảm chân thành, mày lĩnh hội được rồi. Mùi vị thế nào hả? Ba có thể hận tôi. Nhưng bọn họ đều là vô tội. Bọn họ vô tội. Vậy Nhã Quân chẳng phải vô tội sao? Mày vì mạng sống của bản thân mà giết hại cô ấy. Mày chính là một nghiệt chủng. Lúc đó tao nên bóp chết mày. Nuôi mày lớn thế này cũng chẳng qua là vì để mày sống, hành hạ mày. Hóa ra ông cũng cho rằng Trần Nhã Quân là tôi giết. Thật sự là nghiệp chướng. Báo ứng. Chúng mày chính vừa con của Hoắc Chấn Đình. Ăn mặc cũng rực rỡ đấy. Đáng tiếc trái tim lại đen. Rơi vào trong tay tao, coi như chúng mày đen đủi. Đại ca phí lời với bọn chúng làm gì? Hoắc Chấn Đình mất hết tính người, hủy hoại gia đình của chúng ta, giết vợ con hắn để chút căm phẫn. Không cho phép các người nói ba tôi như vậy, ba tôi mới không phải như các người nói. Tên nhóc, mau câm mồm lại. Bây giờ bọn chúng đều ngủ rồi. Con nhân cơ hội này, mau chạy ra ngoài đi. Vậy MGE thì sao? Chân ta gãy rồi, không chạy được. Con mau chạy nhanh, bảo ba đến cứu ta. Con chạy rồi bọn họ Liêu có đánh cô không? Không đâu, chúng ta đều là người lớn. Người lớn nói đạo lý. Con khốn, lại nhân lúc tôi không chú ý, dám lén thả tên nhóc. Mẹ kiếp tao cho mày chết. Anh cuối cùng cũng bắt được thằng nhóc này rồi. Tôi nói tôi không giết Trần Nhã Quân. Ba không tin. Cố Nhan Tịch nói cô ấy không giết Lâm Vũ Nhu. Tôi cũng không tin. Chúng ta đều là người giống nhau. Chúng ta đều đáng đời. Lúc đó tao dẫn qua đó, tận mắt tao nhìn thấy trong tay mày. Cầm dao, đã bao nhiêu năm như vậy rồi, mày còn có thể xảo biệt sao? Tôi không muốn giải thích với ba như vậy. Tôi cũng không muốn giải thích gì cho ba. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi ba. Trần Nhã Quân là người phụ nữ ba yêu thương. Vậy mẹ tôi thì sao? Bà ấy là gì? Mẹ mày chẳng qua chỉ là công cụ liên hôn mà thôi. Là tội nhân phá hoại tình cảm của tao và Nhã Quân, cho nên ông ép bà ấy bị điên, cũng muốn ép tôi bị điên. Giữa chúng ta đã không có gì để nói nữa rồi. Các người đều nghe thấy rồi chứ? Ông Hoắc Chấn Đình, ông bị nghi ngờ tham gia vào vụ án nghiêm trọng của 4 năm trước, đi cùng chúng tôi một chuyến. Mày lại dám gọi cảnh sát? Mày muốn đem ba ruột tống vào tù phải không? Mày điên rồi có phải không? Tôi sớm đã điên rồi. Không phải bây giờ ông mới biết chứ? Ba, mày chính là một nghiệt chủng. Hừm, cổ phần của Hoắc thị tao, một đồng tao cũng không để cho mày. Tôi không thèm. Được rồi. Vừa nãy ông đều tận miệng thừa nhận tất cả các hành vi của mình. Những thứ còn lại, đi giải thích với quan tòa nhé. Đi thôi. Bác sĩ Hoắc tổng, kết quả kiểm tra đã ra rồi. Phần ngực của anh có một khối u dài 10 mm, rất dễ bị đè lên thần kinh của xung quanh, cho nên gần đây anh mới chóng mặt chóng váng. Có điều tin tốt là khối u là lành tính, chỉ cần xử lý được sẽ không ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của anh. Phải điều trị thế nào? Có hai cách.
một là hóa trị, còn một cách chính là phẫu thuật sọ não. Có điều tình hình bây giờ của anh, hóa trị khả năng không có nhiều tác dụng, bây giờ khối u đã lớn như vậy rồi. Cách tốt nhất chỉ có thể mở sọ não. Phẫu thuật có nguy hiểm không? Cái này, phẫu thuật thông thường đều có nguy hiểm, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nhất, bảo đảm sự an toàn cho anh. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Gần đây, Chủ tịch Tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Chấn Đình, bởi vì liên quan đến vụ án của Tập đoàn Hoắc Thị 4 năm trước đã bị Viện Kiểm soát báo cáo, Hoắc Chấn Đình liên quan đến tội bắt cóc, tội làm nhục, tội vu cáo hãm hại, tội giết người nhầm lẫn v.v. nhiều tội danh. Nếu tội danh xác thực, sẽ đối mặt phạt tù có thời hạn ít nhất 10 năm trở lên. Phóng viên còn tìm hiểu được, đại tiểu thư của Cố gia, Cố Nhan Tịch vì bị ông ta vu cáo hãm hại, bị ép buộc chịu đả kích, họa 4 năm ngồi tù. Nếu Cố gia khởi kiện, Hoắc Chấn Đình sẽ phải đối mặt bồi thường dân sự lớn. Nhưng tại sao? À, tiên sinh trả tiền nhé. Lâu lắm không gặp, thật trùng hợp. Xin hỏi anh muốn mua gì không? Thực ra, tôi đến tìm cô. Chỗ nhỏ, không có quán ăn tiếp đón không chú đáo. Không sao, quán lề đường, có khẩu vị của quán lề đường. Tôi xem được tin tức rồi. Hai cha con bọn họ chó cắn tôi chó. Tôi không quan tâm. Ồ. Cô thật sự không quan tâm à? Chuyện của Hoắc gia không liên quan đến tôi. Này, ăn cơm trước đi. Quán ăn này mùi vị cũng khá ngon. Trước đây lúc tôi nguy hiểm tính mạng, anh giúp tôi hiến rất nhiều máu. Tôi không thể uống rượu. Lấy nước ngọt thay rượu. Vậy ngộ ngỡ đó là khổ nhục kế của tôi thì sao? Sao có thể được? Tôi và Hoắc Bắc Thành đã đường ai nấy đi rồi. Anh đối với tôi cũng không có ý đồ gì. Được vậy. Đùa với cô thôi. Nào ăn đi. Quán ăn này thật là ngon. Lần sau tôi phải đến thường xuyên. Hoắc tổng bác sĩ bảo anh tạm thời không được hút thuốc. Tránh ra đừng cản tầm nhìn của tôi. Tôi lại phải xem sau khi cô ấy rời xa tôi, hạnh phúc như nào. Tôi mới có thể đủ biết mùi vị của sự phản bội là gì. Đi thôi. Hoắc tổng. Hay là qua đó chào hỏi Cố tiểu thư một tiếng. Không cần. Một mình cô ấy sống rất tự tại, tránh việc tôi vừa xuất hiện cô ấy lại muốn chạy. Chỉ là chỗ ở này không an toàn lắm. Cậu nghĩ cách tìm cho cô ấy một căn phòng tốt hơn. Vâng, Hoắc tổng. Trước đây ký túc công nhân đó bị phân loại là tòa nhà nguy hiểm, không thể ở được. Tôi thuê cho cô một phòng, không cần cô trả tiền thuê thêm, cô yên tâm sống. Bảo Nhi, em có thích ở đây không? Em đợi chị. Đợi chị được nhận lương, chị nhất định sẽ mua cho em một phần mộ vị trí tốt nhất. Hàng ngày đều có thể nhìn được. Có được không? Trước mắt cho thấy cũng khá thuận lợi. Làm theo phương pháp điều trị thêm mấy ngày, anh sẽ có thể sắp xếp làm phẫu thuật rồi. Được, cảm ơn bác sĩ.
Tập đoàn Hoắc Thị gần đây sóng gió không ngừng. Sau khi chủ tịch Hoắc Chấn Đình vào tù, tổng tài Hoắc Bắc Thành cũng rất lâu rồi không lộ diện ở công ty. Có báo cáo cho rằng Hoắc Bắc Thành đột nhiên bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, đang tiếp nhận điều trị tại bệnh viện. Tin tức này vừa xuất hiện, cổ phiếu của tập đoàn Hoắc Thị liên tục rớt giá. Hoắc Bắc Thành. Phóng viên của đài sẽ tiếp tục quan tâm. Vậy có liên quan gì đến mình chứ? Xin chào. Xem mày bây giờ làm công việc gì thế này? Lại suy bại đến mức đến làm thêm ở quán tạp hóa. Mày dù sao cũng là đại tiểu thư của Cố gia. Không mất mặt sao? Sớm đã không phải là đại tiểu thư của Cố gia gì rồi. Là ông đem tôi đuổi ra ngoài, ông quên rồi sao? Nói mày hai câu mày còn cãi lại tao nữa. Ông Cố có chuyện gì không? Nếu không có, đừng ảnh hưởng đến chuyện làm ăn mày. Của chúng tôi. Tao đến đón mày về nhà. Nhà tôi có nhà sao tôi không có? Nếu năm đó mày không phạm tội, thì bây giờ ngoan ngoãn quay về nhà cũng tao. Trước đây mày ngỗ ngược tao. Chuyện em trai mày thấy chết không cứu, tao có thể tha thứ. Tôi còn phải cảm ơn ông. Tao nhận đứa con gái mày, mày phải cảm thấy vui thầm chứ. Nếu không phải cần lấy danh nghĩa của mày, khởi tố Hoắc gia để bồi thường cho tao, mày tưởng tao bằng lòng đến cái nơi quỷ quái này tìm mày à? Đây mới là nguyên nhân chính, ông đến tìm tôi nhỉ? Mày ngốc à? Hoắc Chấn Đình hại mày, ngồi tù 4 năm, vốn dĩ cần phải bồi thường. Tao cũng không cần nhiều, chỉ để Hoắc gia đem mấy xưởng hóa chất dưới tên của ông ta bồi thường cho tao. Ông thực sự có con mắt nhìn đấy. Đó chính là một trong những hạng mục kiếm được tiền nhất của tập đoàn Hoắc Thị. Ông nói muốn là muốn, vậy thì sao nào? Hắn ta đổ oan cho mày, lại ngủ không với mày lâu như vậy. Lẽ nào không nên bồi thường một chút cho mày? Thiên kim của Cố gia tao, dù gì cũng đáng tiền hơn đám phụ nữ đó chứ. Cút! Hả, mày nói cái gì? Tao là cha đẻ của mày, mày bảo tao cút. Ông cút con tiện nhân mày, đồ bất hiếu. Mày quả thật không nói lý, đây đâu có phải là con gái tôi chứ. Tôi cũng không muốn làm lỡ cuộc sống của cô. Gần đây sống vẫn tốt chứ? Hoắc tiên sinh, anh đều tìm đến đây rồi, tôi sống tốt hay không anh không biết sao? Xin lỗi. Các người từng người từng người. Có thể đừng tìm đến tôi đi, có thể để tôi thanh tịnh một chút được không? Rốt cuộc phải làm thế nào? Các người mới có thể biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của tôi. Xin lỗi. Anh đi đi. Tôi, cút đi. Tôi không quan tâm cô nghĩ thế nào. Cô Nhan Tịch. Nhưng năm đó, cô nói với tôi cô thích tôi, quả thật là rất vui. Tôi cũng không biết, năm đó là tại sao. Chính là sợ cô nhìn ra, mất mặt. Nhưng bây giờ tôi phản ứng lại hiểu rõ. Cũng đều là muộn rồi. Bây giờ nói những điều này còn tác dụng gì nữa? Tôi sớm đã không yêu anh nữa rồi. Đúng là không có tác dụng gì. Cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là tôi sợ nếu tôi không nói ra thì sẽ không còn cơ hội nói nữa. Xin lỗi. Tạm biệt, Cố Nhan Tịch. Cuối cùng cũng để tôi tìm thấy cô rồi. Đều lại tại cô. Dương gia tôi mới bị phá sản. Đi chết đi. Hoắc Bắc Thành. Hoắc Bắc Thành. Anh tỉnh lại đi. Hoắc Bắc Thành.
anh tỉnh lại. Hoắc Bắc Thành, người nhà xin dừng bước, hãy đợi ở bên ngoài. Đây là giấy đồng ý phẫu thuật, cô hãy ký vào. Tôi không phải. Cô không phải là người nhà cậu ấy sao? Tôi là vợ cũ của anh ấy. Vợ cũ, không được. Cái này phải bắt buộc người nhà ký. Tình hình của bệnh nhân tương đối nghiêm trọng. Không có sự đồng ý của chúng tôi không dám dùng dao. Vậy anh ấy có nguy hiểm không? Bây giờ rất nguy hiểm. Người bệnh vốn dĩ trong đã có một khối u. Bây giờ lại vì tai nạn xe, khối u của anh ấy đập vào vỡ rồi. Nếu không kịp thời xử lý, nhẹ thì mất đi chức năng, nặng thì mất mạng. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Chi tên đi. Tôi không có ý định muốn đích thân cứu Hoắc Bắc Thành. Bây giờ không phải là lúc đùa. Mạng người quan trọng. Cố Nhan Tịch, cô là thánh mẫu phải không? Anh ta đối xử với cô còn muốn cứu anh ta. Trên pháp luật, bây giờ chỉ có anh là người nhà của anh ấy. Anh không thể không. Tôi hận anh ta chết sớm chút không được. Tại sao tôi lại phải cứu anh ta? Tôi biết rồi. Tôi sẽ nghĩ cách khác vậy. Tại sao cô nhất định phải cứu anh ta? Lẽ nào cô không hận anh ta sao? Tôi hận anh ta. Nhưng tôi hiểu rõ. Một người làm chuyện xấu thì chắc chắn sẽ nhận được sự trừng phạt. Nhưng anh ấy làm chuyện tốt cũng cần phải được hồi báo. Nếu như tôi là một người không hiểu rõ, Hoắc Nhị Thiếu, bây giờ tôi còn có thể đứng ở đây bình tĩnh nói những lời này với anh không? Anh, giữa hai anh em các anh có thù gì? Tôi không quan tâm. Anh không muốn ký, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng anh, bởi vì tôi biết mùi vị bị đạo đức bắt cóc. Nhưng anh cũng không thể ngăn cản tôi. Nghĩ cách khác chứ. Tôi có thể đồng ý với cô cứu Hoắc Bắc Thành. Cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Làm bạn gái của tôi. Tại sao? Tôi cũng phải nhận được chút thù lao gì chứ. Được. Tôi đồng ý anh. Bác sĩ giấy cam kết đã ký tên rồi. Phiền anh mau chóng phẫu thuật. Được. Bác sĩ thế nào rồi bác sĩ? Phẫu thuật cũng coi như thuận lợi, nhưng người bệnh chưa hoàn toàn. Vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Tiểu Tịch. Hoắc Bắc Thành, anh tỉnh rồi. Cô là ai? Hoắc Bắc Thành, anh lại muốn giở trò gì thế? Hoắc Bắc Thành là tên của tôi. Anh thật sự không nhớ. Hoắc Bắc Thành, anh nhìn mắt của tôi suy nghĩ kỹ lại xem. Nghĩ kỹ rồi hãng nói. Hoắc Bắc cái gì cái gì? Này! Đùa cô đó, đùa cô. Xin lỗi. Một chút cũng không buồn cười. Này! Cố Nhan Tịch, lần này mình đại nạn không chết là ông trời đang cho chúng ta cơ hội, có đúng không? Hoắc tổng đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm của phẫu thuật rồi. Chỉ có điều sẽ xảy ra vấn đề đau sau phẫu thuật. Thuốc giảm đau không nên uống, hãy chịu đựng nhé, đối với sức khỏe không tốt. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Anh làm sao thế? Tôi đi gọi bác sĩ. Không cần. Chỉ là đầu có hơi đau chút. Bác sĩ vừa nói. Thuốc giảm đau không được uống nhiều. Anh hãy chịu đựng nhé. Hay là cô giúp tôi thổi. Nói không chừng sẽ khỏi. Tôi
Anh cả đã đau đầu người làm em như tôi, đáng lý ra phải chăm sóc. Không cần thiết làm phiền bạn gái tôi rồi. Còn đau không, anh trai? Bạn trai cậu? Quên mất nói với anh. Tiểu Tịch bây giờ đã ở bên cạnh tôi rồi. Chuyện từ khi nào? Bí mật của cặp tình nhân chúng tôi. Tôi nghĩ không cần thiết. Nói cho anh biết chứ. Cảm ơn anh cứu Tiểu Tịch của chúng tôi. Chi phí phẫu thuật và tiền thuốc của anh, tôi và Tiểu Tịch đã lo hết rồi. Anh nghỉ ngơi cho khỏe. Muộn một chút chúng tôi sẽ đến thăm anh. Nhị thiếu anh trai anh vừa mới kéo về giữa ranh giới sống chết. Bây giờ anh kích động anh ấy thích hợp không? Em là bạn gái của tôi. Sao em lại có thể gọi tôi là nhị thiếu chứ? Em phải gọi tôi là Tây Châu. Anh cũng không phải thích tôi thật. Anh và tôi trong lòng đều rõ. Tôi nghĩ chúng ta nên phải ký một bản thỏa thuận. Viết rõ thời hạn yêu nhau. Ai nói tôi không thích em? Tôi thừa nhận ban đầu tôi tiếp cận em là vì lợi dụng em. Nhưng sau tiếp xúc với em một thời gian, suy nghĩ đối với em đã thay đổi rồi. Có lúc tôi đúng là không chịu được, muốn kích thích Hoắc Bắc Thành. Nhưng đó là phản xạ có điều kiện lâu dài. Không hề chứng tỏ sẽ không thích em. Nhưng tôi, em và Hoắc Bắc Thành đã là quá khứ rồi. Bây giờ em là độc thân, em có quyền và tự do lựa chọn bất cứ một ai, cùng em sống nốt nửa đời còn lại. Tôi không cưỡng cầu em ngay lập tức phải thích tôi. Nhưng ít nhất, cũng cho tôi một lần cơ hội chứ. Tôi không cần vội nói với tôi, nghĩ xong rồi hãy nói với tôi. Đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm. Hoắc Tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Vừa nãy hình như tôi thấy nhị thiếu tỏ tình với cố tiểu thư. Cái gì? Bác sĩ nói anh chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Tôi gói cho anh một bát canh gà. Nhân lúc còn nóng uống đi nhé. Tay tôi run đến mức như này. Không thể dùng sức. Có thể làm phiền cô đút cho tôi không tôi? Hãy để tôi đến đút đi. Tôi mở mồm ra. Bốn năm rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên mình nhìn thấy cô ấy cười mà không có chút gánh nặng nào trước mặt mình. Cậu đến làm gì? Anh trai cử động không tiện. Đến uống canh cũng không có người đút. Người làm em như tôi đúng là suy nghĩ không chu đáo. Đây không, mau mời mấy y tá đến đây. Bọn họ ở ngay bên ngoài, nam nữ, già trẻ. Muốn có đều có. Anh muốn ai đút thì bảo người đó đút. Bảo đảm phục vụ anh, thoải mái. Còn nữa, sau này những chuyện nhỏ như này thì đừng làm phiền bạn gái của tôi nữa. Anh trai Hoắc Tây Châu, cô Nhan Tịch tại sao lại trở bạn gái cậu? Có phải sau lưng tôi cậu làm gì rồi không ư? Anh trai, hai người đã là quá khứ rồi. Anh không biết trân trọng không có nghĩa là người khác giống như anh. Tôi không chấp nhận. Tôi quản anh chấp nhận hay không chấp nhận. Anh trai, anh dưỡng bệnh cho tốt. Tôi và Tiểu Tịch phải đi hẹn hò đây. Hoắc Tây Châu, xem phim. Hoắc Tây Châu, Phong có hay không? Rất hay. Tính ra mình cũng sắp 5 năm rồi chưa vào rạp chiếu phim. Nếu không phải Hoắc Tây Châu dẫn mình đi, mình đều sắp quên rạp chiếu phim trông thế nào rồi.
lần sau, tôi dẫn em đi khu vui chơi giải trí mới. Chúng ta có thể cùng nhau ngắm bình minh, cùng ngồi trên vòng quay mặt trời, nhìn xuống cả thành phố, còn cả tiệc lửa trại. À đúng rồi, nghe nói người có vận may tốt có thể nhìn thấy mưa sao băng. Thực ra anh không cần. Cố Nhan Tịch, em mất đi 4 năm, không được trải nghiệm cuộc sống của cặp tình nhân bình thường, anh có thể bù đắp cho em. Hãy suy nghĩ lại về anh, được không? Một đôi tình nhân bình thường thì sẽ là như nào? Chẳng bao lâu sau, mình cũng từng tưởng tượng, từng khát khao. Đáng tiếc. Ít nhất em cũng cho anh một cơ hội, xem xét anh. Nếu đến lúc đó, thật sự không tiếp nhận được, anh sẽ tự động rút lui, có lẽ mình cũng nên quên đi quá khứ. Thử đi đón nhận cuộc sống của cặp tình nhân bình thường. Đi thôi. Bác sĩ nói anh đã không có gì đáng ngại rồi. Xem ra như này, chúng ta cũng coi như là không ai nợ ai. Tôi cũng sẽ không đến nữa. Anh hãy tự bảo trọng. Đầu vẫn hơi đau một chút. Qua một thời gian nữa sẽ tốt. Hơn nữa anh còn có một đám y tá nhiều như thế. Sẽ tốt lên thôi. Tôi đi đây. Đợi đã. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Tôi đã nói rồi. Giữa chúng ta không có gì để nói. Cần nói tôi đều đã nói xong rồi. Lẽ nào em không muốn biết về cái chết của Bảo Nhi? Không muốn biết là ai hại cô ấy vào tù sao? Sao anh lại biết Bảo Nhi? Anh còn biết gì? Cô ấy là người em yêu nhất. Anh lại ngưỡng mộ đố kỵ hận đến mức phát điên. Em từng yêu tôi đến như vậy. Tại sao em lại yêu người khác? Cho nên tôi muốn biết cô ấy rốt cuộc là người như thế nào. Có thể đủ để khiến em nói ra hai từ yêu nhất. Cho nên anh liền đi điều tra căn nguyên của cô ấy. Anh nói Bảo Nhi là bị hãm hại vào tù. Người lương thiện tốt bụng như cô ấy sao có thể phạm pháp chứ? Một đạo lý đơn giản mà rõ ràng như thế. Em nói có đúng không? Điều kiện gì? Em chia tay với Hoắc Tây Châu. Chứng cứ và tài liệu anh sẽ đưa toàn bộ cho em. Anh muốn đưa ra điều kiện này, nhưng anh biết em không vui, cho nên thôi vậy. Nhưng anh chỉ có một điều kiện. Em đi cùng anh gặp một người. Rốt cuộc muốn đưa tôi đi gặp ai? Mẹ anh. Phu nhân đừng chạy lung tung nữa, cẩn thận ngã. Phế vật vô dụng. Ba mày tại sao? Không thích mày. Tao nhẫm chết mày, nhẫm chết mày. Mẹ. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không giết người. Ta sai rồi, ta sai rồi. Mẹ anh đây là điên hơn 20 năm rồi. Bà ấy với Hoắc Chấn Đình là liên hôn thương mại. Nghĩ là sinh một đứa con cho Hoắc Chấn Đình thì có thể giữ được trái tim của Hoắc Chấn Đình. Cho nên đứa trẻ đó chính là anh. Mà sau khi anh sinh ra, Hoắc Chấn Đình cũng không về nhà. Thực ra mẹ anh chính là bị tra tấn bởi kiểu bạo lực lạnh lùng này, đem sự phẫn nộ đối với ông ấy chút hết lên người anh. Bà ấy thường xuyên đánh anh sao? Lúc nhỏ đánh, lớn lên đánh không lại anh. Hóa ra Hoắc Bắc Thành lại có khoảng quá khứ bi thảm đến như thế. Đứa trẻ nhỏ như thế rốt cuộc làm sao có thể vượt qua được? Cố Nhan Tịch, hôm nay anh dẫn em đến gặp mẹ anh, nói với em quá khứ của anh. Không phải muốn đoạt sự đồng tình của em, chỉ là muốn chính thức xin lỗi em. Cố Nhan Tịch, trước đây anh không hiểu yêu là gì. Ừ, từ nhỏ bởi vì cảm nhận rất ít, cho nên trước đây trong cuộc đời của anh chỉ có cướp đoạt, chinh phục gì đó cũng tạo nên cho em những tổn thương không thể phai nhòa. Xin lỗi. Lời xin lỗi của anh tôi nhận rồi.
nhưng anh khiến tôi đột nhiên quên mất những chuyện đã xảy ra trước đó. Tôi không làm được. Còn có cơ hội cứu vãn không? Không còn nữa. Tình cảm muộn màng còn tệ hơn cỏ. Hoắc tổng chắc không phải không hiểu đạo lý này chứ. Xin lỗi. Hoắc tổng, anh còn chuyện gì không? Nếu không có tài liệu của bảo có thể đưa cho tôi không? Được, ngày mai. Ngày mai anh sẽ sắp xếp một bản gửi qua đó cho em. Được. Tiểu Tịch, em làm sao thế? À không, không có gì. Mấy hôm nay em tư tưởng không tập trung, có chuyện gì sao? Hoắc Tây Châu, anh và Hoắc Tây Thành là anh em ruột. Tại sao anh hận anh ấy như vậy? Em thần bất thủ sao? Cả ngày như vậy. Chỉ là muốn hỏi cái này. Tôi muốn biết. Anh có thể nói cho tôi biết không? Bây giờ em lại bạn gái anh. Nói cho em biết cũng không sao. Là hắn ta giết mẹ anh. Nếu đổi lại là em có hận không? Điều này không thể nào. Anh ấy không phải là người như vậy. Sao lại không thể nào? Chính là hắn ta giết mẹ anh. Trên người mẹ anh chảy máu, trong tay con cầm con dao dính đầy máu. Nói không chừng trong này có hiểu nhầm gì đó. Em hiểu cái gì? Không có hiểu nhầm. Chính là hắn ta giết mẹ anh. Bản thân hắn ta cũng thừa nhận rồi. Có phải trong lòng em vẫn có hắn ta, cho nên mới đỡ lời cho hắn ra không? Anh nói cho em biết. Em phải hiểu cho rõ vị trí hiện tại bây giờ của em. Em nên hướng về anh. Hôm nay hãy đến đây thôi. Anh không hy vọng lần sau lúc chúng ta gặp mặt, em lại nói những mất hứng như này. Đây là toàn bộ tài liệu của Bảo Nhi. Khi Bảo Nhi mới sinh ra, đã bị Trọng Nam khinh, cha mẹ ném lên trên núi. Sau đó được một ông già độc thân ở làng bên nhặt về nhà nuôi. Nhưng lão già này luôn động tay động chân với cô ấy. Năm cô ấy 15 tuổi, cô ấy chịu không mà bỏ nhà ra đi. Sau đó lại gặp phải một người đàn ông Đặng Gia Hòa. Nhưng người đàn ông này luôn lấy lý do là giúp cô ấy tìm việc, lừa cô ấy vào hang ổ kinh doanh đa cấp. Cô ấy từ trước đến nay chưa từng nói những chuyện này với tôi. Tôi không biết cô ấy đã phải chịu khổ như vậy. Chuyện sau đó em cũng đã nghĩ được. Cô ấy từ từ phản ứng lại bản thân bị lừa, muốn nghĩ mọi cách để trốn thoát. Nhưng mỗi lần đều bị bắt quay lại. Nhẹ thì bị đánh, nặng thì cô ấy bị khống chế như thế 6 năm. Cho đến khi cảnh sát phá hủy hang ổ này, nhưng người đàn ông Đặng Gia Hòa này sớm đã chuẩn bị xong. Ông ta đem tất cả giá họa lên đầu cô ấy. Cô ấy liền bị kết án. Người tên là Đặng Gia Hòa này. Bây giờ hắn ta còn sống không? Không chỉ sống, còn đầu tư kiếm một món tiền lớn. Tôi phải đòi lại công lý cho Bảo Nhi. Tôi phải khiến ông ta trả giá. Cần anh giúp đỡ không? Hoắc Bắc Thành, tại sao anh lại muốn giúp tôi? Anh đã từng làm quá nhiều chuyện ngốc nghếch, quá nhiều chuyện sai. Bây giờ có thể bù đắp một chút cũng được. Còn nữa, em yên tâm, anh không có ý ghi ơn báo đáp. Anh chỉ là đơn thuần muốn đối xử tốt với em, muốn làm chuyện em muốn làm. Hoắc Bắc Thành thật sự thay đổi quá nhiều rồi. Dáng vẻ bây giờ của anh ấy khiến người ta muốn hận cũng không được. Cho dù anh giúp tôi, tôi cũng sẽ không ở cạnh bên anh lần nữa đâu. Anh biết, anh đã chuẩn bị xong giác ngộ này rồi. Cho nên, em không cần bất cứ gánh nặng nào. Được.
Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Là vinh hạnh của anh. Em đi đâu? Tôi có một chút chuyện riêng cần phải đi giải quyết một chút. Chuyện gì? Đây là chuyện riêng tư của tôi. Có phải em lại đi gặp Hoắc Bắc Thành không? Chỉ bởi vì hắn ta cứu em. Trong lòng em có vẫn cảm thấy anh ta tốt không? Hả? Muốn trở về vòng tay của hắn ta, có đúng không? Anh đang nói gì thế? Anh có vấn đề à? Em là bạn gái của anh. Em đi gặp hắn ta xem còn có lý nữa. Tôi sao lại trở thành bạn gái của anh? Trong lòng anh không hiểu sao. Đủ rồi. Mọi người chúng ta đều nên bình tĩnh một chút. Hoắc Bắc Thành, 20 năm trước, mày làm tổn thương mẹ tao. 10 năm sau, tao sẽ không để cho mày người con gái tao yêu. Nào nào nào, uống uống uống. Tên béo tai to đó chính là Đặng Gia Hòa. Lúc Bảo Nhi qua đời, chỉ có 35 kg. Hắn ta lại ăn béo ụt ịt. Hắn ta đáng chết. Này, đừng kích động, ngồi xuống đã. Anh đã sắp xếp xong rồi, tối nay hắn ta chắc chắn xa lưới. Mẹ kiếp, mày là Chiêu Gia làm lão mày sợ chết khiếp. Ông chủ Đặng có người muốn chơi cậu. Trước đây cậu làm một vài chuyện đã bị điều tra ra rồi. Nếu cậu không muốn nửa đời còn lại ăn cơm tù, thì tôi khuyên cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Làm sao anh biết được? Cậu không cần nghi ngờ tôi. Đúng lúc kẻ địch của cậu cũng là kẻ thù của tôi. Chỉ là tôi không muốn để hắn ta được như ý muốn, cho nên mới có ý tốt đến nhắc nhở cậu. Còn về việc tin hay không? Tùy cậu. Hoắc tổng phu nhân của anh thật xinh đẹp. Cảm ơn. Sao thế? Có người tiết lộ tin tức, Đặng Gia Hòa đã chạy trước rồi. Sao lại như thế chứ? Người của anh mồm miệng không phải, rất kín sao? Kế hoạch thay đổi, chúng ta rời khỏi đây trước. Xin lỗi. Chuyện tối nay là anh không làm tốt. Có điều em không cần lo, anh đã liên hệ cảnh sát, phong tỏa tất cả con đường. Tin là trong thời gian ngắn, Đặng Gia Hòa cũng không chạy thoát. Bắt hắn ta chỉ là vấn đề thời gian. Cảm ơn. Về nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ nhiều quá. Muộn thế này rồi sao anh? Anh đến tìm em. Lần trước chúng ta cãi nhau xong, anh về nhà. Suy nghĩ lại, không nên cãi cọ ầm ĩ với em. Anh sai rồi. Tôi đúng thật là bởi vì có một số chuyện riêng liên hệ với Hoắc Bắc Thành. Tôi đã đồng ý với anh thử xem sao. Thì sẽ không làm gì mập mờ với người khác. Anh nghĩ tôi thế nào? Tôi không thể nào cùng với người khác tùy tiện mập mập mờ mờ. Tôi không phải loại người tùy tiện như vậy. Anh sai rồi. Chuyện này là anh làm không đúng. Chúng ta hãy cho qua. Chúng ta làm lành nhé. Tại sao lại trốn? Xin lỗi. Tại sao em lại nói xin lỗi với tôi? Hoắc Tây Châu, tôi cảm thấy chúng ta không hợp. Hãy thôi đi. Không hợp. Cùng với Hoắc Bắc sẽ hợp có phải không? Tôi đều đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì đến Hoắc Bắc Thành. Tôi đồng ý làm bạn gái anh, vốn dĩ chính là ỡm ở. Bởi vì trước đây tôi từng bị tổn thương. Tôi mệt rồi. Đương nhiên tôi cũng muốn. Tôi cũng muốn được yêu thương. Cho nên anh nói anh thích tôi. Tôi tin. Cho nên tôi cho hai chúng ta một cơ hội.
nhưng ở bên cạnh nhau lâu như vậy rồi, tôi cảm thấy không phải là như vậy. Anh và Hoắc Bắc Thành trước đây có gì khác biệt chứ? Tôi là một con người. Dựa vào đâu tôi phải nhẫn nhịn những nghi ngờ vô cớ của các anh? Nếu anh không học được cách tôn trọng, cầu xin anh, hãy tha cho tôi được không? Em nói nhiều như vậy, chẳng phải là cảm thấy không so được với Hoắc Bắc Thành phải không? Tùy anh nghĩ như thế nào thì nghĩ. Chúng ta kết thúc ở đây. Được. Nếu em đã muốn chia tay đến vậy thì chia tay. Cố Nhan Tịch, Hoắc Bắc Thành. Đây là các người ép tôi. Giúp tôi tìm Đặng Gia Hòa. Tôi muốn hợp tác với hắn ta. Trông chừng kỹ vào. Tôi qua đó ngay lập tức. Tìm thấy Đặng Gia Hòa rồi. Để tránh việc chó cùng rứt rộng, ngã tư phía trước em xuống xe. Đợi đến lúc anh tìm được người, anh sẽ đưa em Hoắc Tổng. Phanh xe hình như bị trục trặc. Cái gì? Hoắc Bắc Thành. Anh thế nào rồi Hoắc Bắc Thành? Tiểu Tịch. Hoắc Bắc Thành. Tổng tài của tập đoàn Hoắc Thị. Nghe nói khoảng thời gian trước còn lên làm chủ tịch. Anh nói xem, một nhân vật lớn như anh sao lại bám lấy tôi chống đối một nhân vật nhỏ bé này chứ? Bây giờ lật thuyền trong cống ngầm, rơi vào trong tay tôi. Đặng Gia Hòa lão mày khổ tâm buôn bán bao nhiêu năm nay, toàn bộ bị mày hủy hoại rồi. Bây giờ lão mày trở thành một con chuột trong cống ngầm, tao phải đáp lễ mày như thế nào đây? Đây là chuyện giữa tao và mày, không liên quan gì đến phụ nữ. Thả cô ấy ra, tao tùy mày xử lý. Bảo tao thả con đàn bà này ra cũng không phải là không được. Như này nhé, này. Nếu mày có thể đỡ được 10 gậy của tao, tao sẽ suy nghĩ tha cho cô ta. Không, đừng. Đừng đồng ý hắn ta. Không sao. Em cứ ngoan ngoãn đợi nhé. Dù sao từ nhỏ cũng bị đánh quen rồi. 10 gậy tính là gì chứ? Đừng đánh. Dừng tay. Hoắc Bắc Thành. Mười gậy. Đã nhận. Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Đây rõ ràng là chuyện của em, không liên quan gì đến anh. Đặng Gia Hòa, mày nên thực hiện lời hứa rồi. Vừa nãy tao chỉ nói là sẽ suy nghĩ thả cô ta, cũng không nói chắc chắn sẽ thả. Rốt cuộc mày muốn thế nào? Mày quỳ xuống trước mặt tao dập đầu 3 cái. Được. Anh không thể quỳ. Đừng đồng ý hắn ta. Tao quỳ. Cầu xin anh, tôi dập đầu. Anh tha cho anh ấy có lão được mày không? Nói bắt hắn ta quỳ, mày quỳ sẽ không tính. Hoắc Bắc Thành, anh không thể quỳ. Anh là Hoắc Bắc Thành, sao anh có thể quỳ xuống? Hắn ta là cái thá gì chứ? Anh là Hoắc Bắc Thành thì sao chứ? Đang bảo vệ người phụ nữ anh yêu trước mặt
anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường bất tài. Mẹ kiếp, đúng là một tên vô dụng, thật không thú vị gì cả. Cục giận của tôi xả cũng tương đối rồi, đến lượt anh rồi. Hoắc Bắc Thành, Hoắc Tây Thành là anh. Là tôi rất kinh ngạc sao? Chắc không phải giờ cô mới phản ứng lại tôi là người xấu chứ? Tại sao? Cô hỏi tôi tại sao? Lúc cô vì Hoắc Bắc muốn chia tay với tôi, cô nên phải nghĩ đến những hậu quả này rồi. Hôm nay, tôi ở ngay trước mặt cô, giết chết anh ta. Sau đó đưa cô về, xem sau này cô rời xa tôi thế nào. Không, anh không thể giết Hoắc Tây Châu, anh không được phép động vào anh ấy. Hoắc Bắc Thành giết mẹ tôi, hắn ta sớm đã nên chết rồi. Hôm nay chẳng qua là thù mới thù cũ cộng vào với nhau thôi. Hoắc Bắc Thành, đi chết đi. Cố Nhan Tịch, Hoắc Bắc Nhàn đối xử với cô như vậy, cô nói xem cô có hành không? Đúng thế, tôi hèn. Tuy anh ấy trước đây đối xử như vậy với tôi, nhưng tôi vẫn yêu anh ấy. Hoắc Tây Châu, cảm ơn anh, cảm ơn anh khiến tôi nhìn rõ nội tâm của mình. Anh đem hai chúng tôi đều giết cả đi. Được, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho cô. Hoắc Tổng, Nhị Thiếu, anh thật sự quá khiến người khác thất vọng. Những năm nay anh không ngừng tìm đường chết. Nếu không phải là Hoắc Tổng hết lần này đến lần khác nhường anh tưởng anh còn có ngày hôm nay. Hãy dùng đầu lượng của anh suy nghĩ kỹ xem, Hoắc Tổng như vậy làm sao có thể đủ giết hại mẹ anh. Bản tài liệu này là trước đây tìm thấy trong thư phòng của chủ tịch, bên trên ghi chép tất cả chân tướng vụ án bắt cóc năm đó. Tự mình xem cho kỹ đi. Hoắc Bắc Thành, Hoắc Bắc Thành, Cố tiểu thư, cô tỉnh rồi. Bác sĩ, Hoắc Bắc Thành đâu? Hoắc Bắc Thành thế nào rồi? Cô đừng lo lắng, Hoắc tiên sinh đang nằm ở phòng bên cạnh. Anh ấy thế nào rồi? Anh ấy bị thương nặng hơn cô, chắc cần phải lâu hơn một chút mới có thể tỉnh lại. Nhưng cô yên tâm, đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi. Không sao là tốt rồi. Bác sĩ, ừ, tôi có thể đổi nằm cùng một phòng bệnh với anh ấy không? Tôi muốn gần anh ấy một chút. Được, tôi đi nới với y tá. Cảm ơn, được. Bắc Thành, Bắc Thành, anh tỉnh rồi, anh thế nào rồi? Tiểu Tịch, có phải anh đang nằm mơ không? Chỉ có ở trong mơ em mới gần anh như thế. Có cảm giác không? Tay của em ấm. Không phải là anh nằm mơ. Hoắc Bắc Thành, em biết hoàn cảnh của anh từ nhỏ đến lớn sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến tính cách của anh. Có thể cả đời này anh sẽ không học được cách dịu dàng, quan tâm chu đáo.
Nhưng ai bảo gặp phải chứ? Em chỉ có thể bỏ qua cho anh nhiều hơn thôi, tiểu tịch. Ý của em là em, Hoắc Bắc Thành. Em không muốn tự lừa dối bản thân mình nữa. Tuy anh cả người toàn khuyết điểm, nhưng em vẫn thích. Chúng ta hãy ở bên nhau nhé. Được. Anh đồng ý với em. Chúng ta ở bên nhau. Từ đầu đến cuối, người anh yêu chỉ có em. Bắc Thành, quả táo này của anh gọt kiểu gì? Xấu thế. Lồi lồi lõm lõm. Cũng chẳng còn tí thịt gì nữa. Sau này anh sẽ học. Những thứ em thích, anh đều sẽ đi học. Những thứ em không thích, anh sẽ cố gắng sửa đổi. Không muốn để em chịu tổn thương nữa. Cũng không muốn khiến những bi kịch trong quá khứ tiếp diễn lại nữa. Sao em biết được? Có phải anh nói ra những lời dễ nghe để dỗ dành em hay không? Trước đây còn nói, từ đầu đến cuối, chỉ yêu mỗi mình em. Vậy, Lâm Vũ Nhu thì sao? Cái này anh bắt buộc phải giải thích một chút. Mẹ của Lâm Vũ Nhu là quản gia của viện dưỡng lão. Tình hình của mẹ anh, em cũng biết. Phát điên lên sẽ không nhận người. Cho nên trong lần đầu tiên phát bệnh, không cẩn thận đập chết mẹ của Lâm Vũ Nhu, anh cưới Lâm Vũ Nhu chỉ là trong lòng áy náy. Muốn dùng thân phận của Hoắc phu nhân để đổi lấy một phần yên lòng. Nhưng sau đó anh gặp được em, lại bị thu hút sâu sắc bởi em. Anh không dám thừa nhận, cũng nói rất nhiều lời làm tổn thương đến em. Xin lỗi. Được rồi, đều đã là quá khứ rồi. Hoắc tổng, bản án bắt cóc trước đó có kết quả rồi, nhị thiếu yêu cầu muốn gặp anh. Hoắc Bắc Thành, mẹ tôi thật sự không phải là anh giết sao? Lão già giấu bản hồ sơ đó, không phải cậu đã xem rồi sao? Tại sao? Tại sao phải giấu tôi chân tưởng? Tại sao lại nói với tôi là anh giết? Bởi vì ông ấy là một kẻ điên. Bản thân ông ấy đau khổ. Ông ấy còn muốn khiến tất cả mọi người đều phải đau khổ. Thực ra ông ấy rõ ràng đã biết, nhưng ông ấy sẽ không nói với cậu. Cuối cùng ông ấy cũng lừa dối chính mình. Cậu cảm thấy có nực cười không? Tôi không ngờ rằng sự việc lại phát triển thành ra thế này. Hoắc Tây Châu, bất kể nói thế nào, năm đó quả thật là mẹ cậu thả tôi đi mới bị bọn bắt cóc báo thù. Nhưng những năm nay tôi nhẫn nhường cậu cũng nhiều. Cho nên hãy kết thúc ở đây đi. Cậu hãy tự chăm sóc cho mình. Cô tiểu thư thật xinh đẹp. Không đúng, kể từ ngày hôm nay phải xưng hô là Hoắc phu nhân. Hoắc phu nhân là cô dâu xinh đẹp nhất tôi từng thấy trong suốt khoảng thời gian làm nghề. Hoắc phu nhân, chuẩn bị xong rồi chứ? Em vừa mới trang điểm xong. Đừng thơm em nhòe hết. Hoắc phu nhân thật hung. Đây đều chưa kết hôn đâu. Anh đã phảng phất nhìn thấy được cuộc sống nửa đời còn lại của anh rồi. Sao nào? Anh hối hận rồi à? Anh đâu có dám. Em chính là anh không dễ dàng gì mới theo đuổi được. Anh chẳng phải hàng ngày đều dỗ dành em như tiên nữ mới được đấy. Mồm mép láo lỉnh. Bất cẩn早死要来陪住你，我已是告别离，并不肯凄美。我话如，证明爱人又爱己，何以要那么悲壮才合理？即使身边世事再毫无道理。
Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Tiểu Tịch, cảm ơn em đồng ý gả cho anh. Trước đây chúng ta đã trải qua rất nhiều, cũng bỏ lỡ rất nhiều. Kể từ ngày hôm nay, anh sẽ yêu em nhiều hơn. Em chính là bảo vệ mà ông trời ban cho anh. Cho nên anh sẽ dùng cả đời để bảo vệ em. Em hãy cùng anh chứng kiến. Lòng quyết tâm yêu em. Hoắc tiên sinh, quãng đời còn lại hãy chỉ bảo nhiều hơn. Kết thúc.